Chào mừng các anh chị đến với kênh đầu tư chứng khoán nha. Đây là một kênh YouTube nhằm hỗ trợ kiến thức cho anh chị trong quá trình đầu tư, cập nhật tin tức, đưa ra những phân tích nhận định về thị trường cũng như những cổ phiếu nhằm giúp anh chị đầu tư tốt hơn. Thị trường ngày hôm qua thì chúng ta thấy là có những cái diễn biến rất là bất ngờ. Đấy, thì chúng ta thấy đầu phiên thị trường nó có những cái tín hiệu tích cực và đi đến test lại cái vùng đỉnh cũ ở trong cái vùng là tầm khoảng 917, 918 điểm này. Tuy nhiên thì vào cái phiên buổi trưa đấy thì thị trường có những cái tín hiệu bắt đầu là suy yếu nha, để suy yếu để trước cái thời điểm buổi trưa là suy yếu để mà test lại cái gáp úp đã mở ra trong cái phiên ngày hôm trước ở quanh cái vùng 912 điểm này. Đấy thì thị trường đấy vào buổi trưa thì chúng ta thấy là sau những cái tin tức buổi trưa về những cái về cái việc mà tổng thống Trump bị cái nhiễm cái virus COVID-19 thì thị trường có những cái phản ứng rất là tiêu cực ngay đầu phiên chiều. Thì chúng ta đây là cái điều rất là bình thường, vì chúng ta thấy là cái thời điểm đấy thì chứng khoán thế giới nha, họ cũng có những cái diễn biến đấy, nó cũng rất là bất ngờ. Họ cũng có những cái việc mà giảm điểm rất là mạnh trong cái thời gian ngắn. Thì vào buổi phiên trưa thì Dow Jones ban đầu là giảm đâu đó tầm khoảng hơn 300 điểm và có thời điểm là lên đến mức là 500 điểm nha, 500 điểm, và sau đó phục hồi lại. Chúng ta thấy là phục hồi thì về vào cái buổi tối thôi, mấy vào buổi tối xong mà cái thị trường mà chỉ số Dow Jones đấy chính mở cửa, còn cái chỉ số future đó chúng thấy là đấy, vào thời điểm đấy thì giảm cái việc 500 điểm ở thời điểm này thì nó cũng tác động nha, tác động đến cái thị trường của chúng ta. Thì chúng ta là giảm điểm ngay từ mở cửa từ đầu phiên với những cái áp lực bán rất là mạnh nha, những đầu tư vì họ cái việc mà cẩn trọng đối với việc tin tức đưa ra thì cái tâm lý đấy thường sẽ là bảo vệ bằng cách là chúng ta là sẽ thoát khỏi những cái lượng chúng ta cổ phiếu chúng ta đang nắm giữ để mà bảo vệ cho cái việc mà rủi ro thị trường nó giảm sâu, đúng không anh chị? Tuy nhiên chúng ta thấy là có những cái lực hấp thụ, đúng không? Có những cái lực mua rất là mạnh, những cái lực bắt đáy rất là mạnh xuất hiện ngay đấy trong cái phiên chiều ngày hôm qua, và trong khoảng là khoảng 15 phút đầu tiên đầu giờ chiều đấy thì là đã có những cái lực mua rất là mạnh này, tạo thành những cái vùng nha, tức là cái việc mà bán mạnh nó đã xảy ra. Tuy nhiên là cái lực mua cũng rất là mạnh, nó tạo thành những cái cây nến thanh khoản rất là lớn. Đây là cái đồ thị 5 phút nha chị, chỉ trong vòng 10 phút thì khớp lại đến 60 triệu cổ phiếu trong cái đối với chỉ số VN nha. Thì thị trường phục hồi lại rất là nhanh nha, cũng phục hồi lại rất là nhanh và hầu như là duy trì được nha, hầu như là chúng ta thấy là tâm lý bắt đầu ổn định lại, cũng như cái việc Dow Jones Future có thời điểm đấy cũng bắt đầu có những cái sự hồi phục lên, chỉ còn giảm đâu đó là khoảng tầm 300 dưới 300 điểm nha, từ cái mức là hơn 500 điểm đấy. Thì chúng ta cũng như vậy, thì đây là cái điều rất là bình thường, chúng ta thấy là trong những cái phiên như vậy. Và thường thì chúng ta có thể là chúng ta có thể là chờ những cái biến động nha, về cuối phiên để mà chúng ta xử lý danh mục cũng được. Thì nếu mà cuối phiên chúng ta có thể xem những cái mã cổ phiếu là nó thực sự là nó suy yếu, tức là cái việc tin tức ngày hôm qua chỉ làm là gọi là thể hiện cái việc cổ phiếu đó nó yếu hơn thị trường chung, thì chúng ta phải chúng ta cơ cấu đấy về cuối phiên. Còn chúng ta sẽ tránh cái việc mà chúng ta sẽ bán hết, đúng không? Tức là chúng ta có vẻ đối với những anh chị giữ sử dụng mặt xin lớn thì có thể là chúng ta phải hạ tỷ trọng, vì bắt buộc vì không biết được là những cái diễn biến thị trường như thế nào, chúng ta sẽ hạ bớt một phần thì nó vẫn là quyết định cũng theo sơn, nó cũng là không có gì sai cả, đúng không? Vì nếu mà thị trường ngày hôm qua đấy không phục hồi như vậy anh chị, mà nó sang hết, đúng không, sang hết tất cả các cổ phiếu trong một cái khoảng thời gian ngắn nha anh chị, sau một cái giống như chúng ta thấy là cái giai đoạn mà thị trường mà dính về cái dịch mà COVID, mà vụ mà Em Nhung ở đấy, sau cái phiên đấy là giảm sàn ngay từ đầu phiên và giảm những mức sụt giảm rất là mạnh nha, thì nó sẽ là sau đó thì thị trường nó lại rơi vào một cái downtrend rất là, nên là cái việc mà chúng ta bảo vệ cái việc mà chúng ta, nếu mà chúng ta có dùng đòn bẩy cao đấy thì việc mà chúng ta bán đấy, bán vào đầu giờ chiều để mà chúng ta hạ đòn bẩy thì cũng là điều bình thường, và theo sơn đó là một cái việc mà chúng ta nên quản trị rủi ro. Vì chúng ta có thể là những cái lần này chúng ta có thể là chúng ta có thể là thấy là thị trường nó phục hồi, nhưng mà có những cái sự kiện khác thì nó giảm rất là sâu nha. Ví dụ ở đây đấy, đây là một cái đợt là ra tin về COVID vào Em Nhung vào cuối tuần, đúng không? Nhung COVID ở vào cuối tuần, và sau đó thị trường thứ hai thị trường là tắm máu luôn,
đấy, giảm rất là sâu. Và đây là một cái sự kiện là vừa rồi ở cái dịch Covid ở Đà Nẵng nha. Đấy, Đà Nẵng ra thì thị trường nó cũng sụt giảm nha. Nó có những cái tín hiệu là râm ran thông tin về một vài phiên trước và thị trường nó đã suy yếu rồi, và cái phiên đấy là cũng là một cái phiên vào cuối tuần anh chị, à vào ngày thứ sáu nha, vào ngày thứ sáu thì thị trường nó cũng cũng giảm mạnh nha, giảm mạnh mặc dù có cái lực bắt vào trong phiên anh chị, thì phiên đấy thì cũng không phải một cái phiên đóng cửa thấp nhất đúng không, thì sau đó nhiều người cũng bảo là à thị trường nó sẽ phục hồi, nhưng mà chúng ta thấy là tiếp tục cái diễn biến đó, thì nó sẽ những cái tin tức xấu vào cuối tuần này, nên là giai đoạn này chúng ta có thể là anh chị là chúng ta hạ tỷ trọng bớt về mặt riêng, tức là nếu mà chúng ta dùng tiền mặt hoặc là chúng tỷ trọng cổ phiếu của chúng ta thấp thì chúng ta không việc gì chúng ta lo ngại, vì chúng ta vẫn còn những cái lượng tiền nếu mà chúng ta có thể chúng ta mua thêm đúng không, hoặc là chúng ta với tỷ trọng thấp thì chúng ta cũng không có lo ngại việc thị trường mà nó giảm quá sâu, chúng ta có thể chờ đúng không, chờ về cuối phiên, và nếu mà chúng ta chờ về cuối phiên thì chúng ta thấy là thị trường ổn thì không nhất thiết chúng ta cũng phải phải bán luôn chị, đó là với tùy về thế từng người nha, nên chị nên là cái hành động nào hôm qua của chúng ta cũng có thể gọi là đúng, nếu mà chúng ta có những cái vị thế mà full margin không sử dụng đòn bẩy quá cao thì chúng ta hạ tỷ trọng là rất bình thường, tại vì những cái phiên như vậy mà nếu mà chúng ta không thận trọng đúng không anh chị, chúng ta không kỷ luật để mà chúng ta bán hạ tỷ trọng margin, thì có thể là nếu ngày hôm qua không phải là một diễn biến như vậy mà lúc đấy Dow Jones không hồi phục lại, lúc đấy không có những cái lực mua mạnh của nhà đầu tư, những cái lực bắt đáy mạnh, nếu mà để thị trường nó rơi sâu như thế này đấy, thì có thể là chúng ta sẽ bị giải chấp nha, sẽ bị giải chấp vào cái phiên ngày hôm sau, tức là phiên thứ hai tuần sau, nếu mà cái phiên hôm nay là phiên ngày hôm qua này đóng cửa giá thấp chẳng hạn, thủng 900 chẳng hạn, và sau đó là tiếp tục cái phiên những cái tin tức xấu cuối tuần và thứ hai tiếp tục giảm điểm đầu tiên, thì chúng ta đã bị giải chấp rồi, chúng ta đã bị xử lý rồi, nên là cái việc mà chúng ta hạ mặt xin đấy là chúng ta đúng, không có gì sai. Còn nếu mà chúng ta đang giữ những cái lượng tiền mặt mà chúng ta tỷ trọng cổ phiếu thấp thì chúng ta vẫn là chúng ta là chờ đợi, thì cái việc mà thị trường nó ổn về cuối phiên như vậy thì chúng ta không bán thì vẫn là bình thường thôi. Đấy, nhìn chung là làm sao để cái quản quản trị cái rủi ro thôi nó ổn đấy, thì cũng như là Sơn cũng như là danh mục khách hàng của Sơn vẫn có những cổ phiếu, thậm chí ngày hôm qua vẫn có mua vào những cổ phiếu vào buổi sáng thôi, thì nếu phiên chiều như vậy tất nhiên thì 3 ngày sau cổ phiếu chúng ta mới về, nên là chúng ta những cái phần đó chúng ta không thể xử lý được, cộng với những cổ phiếu chúng ta mua vào phiên trước thì chúng ta cũng không thể xử lý được, nên là cách tối ưu là có thể là chúng ta hạ bớt cái phần tỷ trọng mà chúng ta đang nắm giữ, thì nó cũng là một cái điều Sơn cho là chuẩn. Đấy, nhưng là cũng không trách được những anh chị mà có bán sớm vào cái việc mà đầu phiên chiều ngày hôm qua nha, vì cái đó là cách để mà chúng ta xử lý thông tin, tất nhiên là chúng ta sẽ không gọi là hoảng loạn mà chúng ta đi bán hết toàn bộ cái cổ phiếu khi mà mọi thứ nó chưa có gì gọi là rõ ràng đúng không chị, đúng không, có thể là chúng ta chỉ bán một ít và chúng ta chờ vào vào cuối phiên đấy để mà chúng ta xử lý, nếu mà không ổn thì chúng ta vẫn có thể là chúng ta không không bán nữa nha, để mà chúng ta đảm bảo cho cái việc mà an toàn cho cái tài khoản thôi nha. Còn tất nhiên cái phiên ngày hôm qua thì chúng ta mạo hiểm thì chúng ta sẽ là bắt đáy nha, bắt đáy, nhưng mà thường cái việc những cái tin tức như vậy thì thường Sơn sẽ là à đánh giá về cuối phiên nó như thế nào thì sau đó chúng ta sẽ tính tiếp. Đấy, cộng với việc là cuối tuần chúng ta cũng không biết được là à có những cái tin tức gì xảy ra, vì Sơn đánh giá với những cái việc mà Tổng thống Trump á, bị Covid á, thì chúng ta phải theo dõi về tình hình sức khỏe của ông này nha anh chị. Đấy, Tổng thống Trump mà bị Covid là chúng ta phải theo dõi về tình hình sức khỏe của ông thôi, tại vì nếu mà ông Trump ổn đấy, hết bệnh đấy, điều trị và sau đó hết bệnh như trường hợp của Tổng thống của Thủ tướng Anh đấy, thì cũng không vấn đề gì đúng không chị, sau đó thị trường nó lại bình thường và bình ổn đi vào thôi, bình ổn trở lại thôi và tiếp tục những cái xu hướng tăng thôi, nhưng mà nếu mà có những cái diễn biến xấu thì chúng ta thấy là nó sẽ tác động rất là lớn đến tình hình tài chính toàn cầu nha, và nó sẽ ảnh hưởng rất là, vì ông Trump đang là đấy hầu như là những cái phát biểu cũng như là những cái chính sách của ông nó đang là tác động lớn đến những cái thị trường tài chính của toàn thế giới luôn, nên là nó sẽ phản ứng rất là nhạy với những cái diễn biến đấy, nên là chúng ta sẽ là theo dõi, nên là giai đoạn này thì có thể là chúng ta an toàn là chúng ta cứ giữ một cái tỷ trọng cổ phiếu vừa phải, tức là chúng ta không mạo hiểm, chúng ta full đòn bẩy quá cao nha, và chúng ta không hạn chế chúng ta dùng margin thì nó cũng là ok, chúng ta dùng tiền mặt thôi đấy, và đâu đó là tỷ trọng tiền cổ phiếu thì chúng ta giữ đâu đó tầm 50-60%, tức là chúng ta vẫn là giai đoạn này Sơn đánh giá vẫn là ổn với một cái phiên ngày hôm qua
anh chị. Đấy, không phải thị trường chúng ta không, mà thị trường chứng khoán của chỉ số Dow Jones nó cũng rất là ok anh chị. Chỉ số Dow Jones ngày hôm qua thì cũng phục hồi. Đấy, chỉ số Dow Jones Future chúng ta sẽ thấy là nó phục hồi. Nha, phục hồi đấy. Đấy, giảm giảm mạnh và có là sau đó phục hồi lại nha, phục hồi lại và chỉ còn giảm rất là ít về cuối phiên. Anh chị chỉ thấy giảm rất là ít về cuối phiên, có thời điểm về 27.100 này và cuối phiên chỉ giảm về hồi phục về 27.600. Nhìn chung là phục hồi gần như là những cái toàn bộ những cái phần đã bị mất, những cái điểm số đã bị mất trong phiên nha, và đóng cửa cuối tuần như vậy rất là ok, còn chúng ta vẫn là rất là tốt nha, tuyệt vời. Phải nói là như vậy vì cái dòng tiền có thể nói là chúng ta thì dòng tiền mà thị trường chúng ta hiện tại là quá mạnh, nên là cái xác suất của thị trường Sơn đã nói trong những cái video trước anh chị, là những cái livestream trước chẳng hạn, thì nó thị trường xác suất thị trường gãy sau là không có, hầu như rất là ít, thì Sơn đánh giá với cái xu hướng dòng tiền thì vào thị trường vậy, và nó thể hiện rất là rõ trong cái phiên giao dịch ngày hôm qua nha anh chị, trong phiên ngày hôm qua thôi nha, rất là rõ đấy. Thì hầu như trong cái room khách hàng thì Sơn cũng khuyến nghị là các anh chị là chúng ta chỉ là chúng ta là sẽ theo dõi thôi, chỉ dùng margin cao thì có thể là chúng ta hạ bớt, chưa biết như thế nào nha, an toàn anh chị rủi ro mình trước nha. Đấy, còn chúng ta sẽ theo dõi về cuối phiên thôi đúng không, còn chiều thì chúng ta có thể là chúng ta ngừng mua mới nha, ngừng mua mới đấy, ngừng mua mới để chúng ta quan sát thôi, vì ổn thì thứ hai chúng ta vẫn có thể chúng ta tiếp tục chúng ta mua, mà có thể chúng ta mua cao hơn một tí, nhưng mà cái lợi nhuận để chắc chắn đó là một cái xu hướng tăng đúng không? Còn chúng ta mua bắt đáy có thể là nó sẽ có hai xác suất, đó là nếu mà trong một cái xu hướng là thị trường xu hướng đi lên thì chúng ta mua bắt đáy, sau đó chúng ta sẽ có lại, nhưng mà đối với một cái xu hướng thị trường đi xuống anh chị, thì cái việc mà chúng ta bắt đáy thì sau đó là chúng ta đấy, càng bắt đáy thì càng càng toi đúng không anh chị. Đấy, ví dụ những cái nhịp này đi, đấy những cái nhịp mà xuống mà như vậy, xong chúng ta bắt đáy đây nó là giảm đấy, xong chúng ta bắt đáy thì có lời trong ngắn hạn đấy, mà nhưng mà chúng ta không thoát ra kịp thì nó lại đấy, nó lại là hoặc là giai đoạn mà thị trường đang trend như thế này đó, đấy chúng ta bắt đáy, nên là an toàn thì chúng ta cứ chờ xem những cái vận động như thế nào, và tốt nhất là chúng ta xem quan sát kỹ vào cuối phiên, và cuối phiên thị trường như thế này chúng ta gọi là rất là ok, nên là hầu như những cái cổ phiếu mà chúng ta đã mua trong những cái phiên vừa rồi thì đấy, tạm thời là chúng ta không có gì đáng ngại đối với những cái trạng thái mà chúng ta đã giải ngân trong cái tuần vừa qua, những cái phiên mà thứ thứ tư, thứ năm, thứ sáu, tức là hiện tại những cái phiên đó thì cổ phiếu vẫn chưa về đúng không chị, đấy ngày thứ hai thì mới về, nhưng mà đấy tình hình như thế này thì chúng ta tạm thời chúng ta yên tâm, cả về thế giới cũng như là trong nước đều là có những cái phản ứng không có gọi là xấu quá đúng không, không có gọi là quá tiêu cực nha, và hầu như thì mọi người sẽ theo một cái trạng thái là theo dõi tiếp. Và phiên ngày hôm qua thì thị trường khớp lại như thế này, một cái phiên thanh khoản nha, đấy kỷ lục trong một cái khoảng thời gian rất là lớn thời gian vừa qua nha, nó cao hơn cả những cái phiên mà thị trường bị bán tháo như thế này. Thanh khoản ngày hôm qua thì khớp lại là 500 triệu cổ này. Về cái giá trị đây thì chúng ta thấy là VN30 này khớp lại cũng là cao, rất là cao, và thị trường chúng ta thấy đã có hai cái phiên đấy, một cái phiên ngày 20, 29 tháng 9 là bị bán mạnh đúng không, 29 tháng 9 là bán mạnh, áp lực chốt lời mạnh và đều phục hồi nha, phục hồi phiên đấy có những cái lực đỡ, và phiên ngày hôm qua thì cũng xuất hiện những cái lực đỡ rất là lớn nha, lực đỡ ở những toàn bộ những cái cổ phiếu mà lớn, nên là chúng ta thấy là đấy thị trường nó đang có những cái tín hiệu mà nó gọi là một cái ngưỡng gọi là hỗ trợ rất là mạnh ở cái vùng 900 này các anh chị, nên là nếu mà anh chị mà đánh xu hướng, chúng ta nhìn về xu hướng trung hạn thì bao giờ thủng vùng 900 thì chúng ta hãy hãy là nghĩ là thị trường nó gãy. Chúng ta hãy bắt đầu nghĩ đến thị trường là nó sẽ có khả năng nó gãy. Còn nếu hiện tại chúng ta có thể, đây là một hai cái phiên gọi là hai phiên test cực kỳ nha, vì nó đến trong một khoảng thời gian rất là ngắn nha. Và đây phiên này lại là một cái phiên T cộng 3 của cái phiên này. Nha anh chị, cái phiên bị bán mạnh này thì nó sẽ là có một cái lượng hàng rất là lớn không chị? Thanh khoản áp lực về cái lượng hàng đấy, và chúng ta thấy là có thể là cái lượng hàng này nó lại không thoát ra nhiều đúng không? Nó sẽ không thoát, nó không bán quá nhiều, mà chỉ yếu là những cái nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu này, đang nắm giữ cổ phiếu mà họ bán ra thôi. Thì qua hai cái phiên này đấy, thì chúng ta thấy là thị trường đấy nó đang có một cái hai cái phiên test cực kỳ là mạnh. Nên là xu hướng tuần sau là khả năng thị trường nó sẽ đi lên thôi. Sơn đánh giá khả năng thị trường đi lên, và có thể là sẽ kháng cự hiện tại đang là gì? Đang là cái vùng 915 điểm này. Chỉ cần thị trường chúng ta vượt qua, có một cái phiên đóng cửa vượt qua 915 điểm này. Đấy, chúng ta đóng cửa tầm 917, 918 gì đó cũng là tốt nha, thì khả năng là thị trường tiến đến cái vùng 930 thôi. Đấy,
chúng ta phải quan sát thêm về những cái diễn biến của tình hình sức khỏe ông Trump, thì nó sẽ là tác động đến cái chứng khoán thế giới, nhưng mà quan sát thêm. Nhưng mà hầu như là cái với những cái diễn biến như thế này thì chúng ta không có gì lo ngại cả, đúng không? Đấy, chúng ta đang giữ cổ phiếu này, thì chúng ta giữ cổ phiếu qua tuần cũng chẳng không vấn đề gì. Hầu như đấy, mà việc sang tuần chúng ta vẫn có thể là chúng ta mở mua mới tiếp nha các anh chị. Đấy, vì nó có những cái tín hiệu gọi là đấy, những cái phiên test nha, những cái phiên mà gọi là test tâm lý cực kỳ là mạnh. Đấy, một cái phiên mà chốt lời mạnh của thị trường. Đấy, đảo chiều, vì đầu phiên tăng điểm sau đó đảo chiều giảm về cuối phiên. Đấy, và phiên ngày hôm qua cũng là một cái phiên đấy, thực sự là cảm xúc, đúng không anh chị? Vì chúng ta nghĩ là với những cái biên diễn biến như vậy thì chúng ta nghĩ là cái việc mình theo dõi đấy, chúng ta nghĩ là sẽ là cái việc mà bị bán tháo sau đó là nhiều cổ phiếu sẽ giảm sàn. Vì ngày hôm qua thì cũng rất là nhiều cổ phiếu rồi đã trong nhóm VN30 này, có chúng ta có P&G này đã có thời điểm chạm giá sàn nha. Đấy, chạm giá sàn và phục hồi lại nha, phục hồi lại. Hoặc là những cái cổ phiếu mà chúng ta thấy là có những cổ phiếu như là DPG này, đấy, DPM cũng có thời điểm là chúng ta chạm giá sàn. Đó, những cái áp lực bán rất là lớn. Và hầu như các cổ phiếu nha đều phục hồi lại, đều phục hồi và không bị khe đóng cửa ở cái mức giá thấp nha, thấp nhất phiên. Và thị trường chúng ta là có thời điểm là thủng cái vùng 900 và hồi phục lại nha, thủng vùng 900 hồi phục lại, nên là cái ngưỡng 900 hiện tại đang là một cái ngưỡng hỗ trợ cực kỳ mạnh của thị trường. Nên chúng ta cứ bao giờ thị trường nó gãy cái vùng 900 này, chúng ta hãy nghĩ đến cái việc thị trường nó gãy trend nha anh chị. Chưa gãy vùng này thì chúng ta đừng nghĩ đến việc đó, và thị trường nó khả năng là nó chỉ tích lũy và nó đi lên thôi. Những cái phiên đủ hàng cực mạnh như thế này thì chúng ta thấy là sẽ không có nhiều nhà đầu tư chúng ta còn hàng, đúng không anh chị? Đấy, còn cổ phiếu đâu, bởi vì bị rủ khá là nhiều trong những cái phiên như thế này. Thì nếu mà kể cả những anh chị mà có bán thì Sơn cho rằng là cũng không vấn đề gì. Đấy, kể cả bán thì sang tuần chúng ta, trừ khi chúng ta bán những cái giá gọi là quá thấp, quá thiệt hại của chúng ta, đúng không? Quá thấp đấy, so với những cái mức đóng cửa thì chúng ta gọi là chúng ta bị mất hàng giá thấp, và có khi chúng ta lại những cổ phiếu đó chúng ta lại không có lãi mà chúng ta cắt lỗ giá thấp đấy. Thì nó như vậy thì nó đáng tiếc thôi, chứ còn hầu như là chúng ta cân đối thị trọng mà chúng ta hợp lý đấy. Thì nếu chúng ta vẫn còn cái chúng ta bán hạ và chúng ta sang tuần chúng ta mua đấy, mua lại những cổ phiếu đấy, những cơ hội khác thì nó vẫn không vấn đề gì nha. Nhìn chung thì Sơn đánh giá thì kinh nghiệm mà khi xử lý tin tức nha, đấy, tức là chúng ta kinh bình tĩnh, nhưng mà chúng ta cũng không nên gọi là chủ quan, đúng không chị? Bình tĩnh thôi nhưng mà cũng không phải là chủ quan, vì chúng ta chủ quan thì có thể đó là những cái trả giá rất là lớn. Đây là một cái giai đoạn này chị, cái phiên này này đấy, sau cái đầu phiên Tết đấy, đấy thì những cái giai đoạn này Sơn cũng có khuyến nghị anh chị là chúng ta bán cổ phiếu, đúng không? Bán cổ phiếu vì những cái phản ứng như chúng ta chưa biết được cái dịch bệnh nó sẽ như thế nào, nhưng mà chúng ta phải bán thôi đấy, chúng ta phải bán, chúng ta tạm đứng ngoài thôi. Vì thực sự thì những cái vùng mà chúng ta cải chúng ta bán ở những cái vùng này đi nữa thì đó cũng gọi là những cái vùng chúng ta gọi là thoát hàng thành công. Đấy, chúng ta có lỗ bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn là 5-10%, 15% vẫn thành công. Còn để chúng ta ôm đến những cái vùng giá này, đúng không chị, thì thiệt hại nó gọi là có khi là chúng ta lại mất đến 70-80% tài khoản, chứ không còn ít nữa. Đó thì nó sẽ là tùy những cái giai đoạn, và chúng ta sẽ thấy là qua những cái giai đoạn, đây là một cái giai đoạn anh chị. Đây là một cái giai đoạn là đầu tiên có dịch Covid này xảy ra ở Trung Quốc này, chúng ta sau nghỉ Tết đấy, đó thì nó phản ứng như thế này. Đây là cái giai đoạn thứ hai sau cái giai đoạn mà đây là cái giai đoạn này, cái giai đoạn là nhung Covid này, anh chị, nhung Covid ở nước ngoài này. Đấy, thị trường nó có những cái cố nỗ lực phục hồi đấy. Đấy, như một cái phiên này, đâu chị thấy. Đó. Anh chị thấy là nó những cái giai đoạn thì nó sẽ dần, nó những cái phản ứng của nó cũng sẽ bớt ít đi nhiều, đúng không chị? Đó, ít đi nhiều. Đúng rồi, ngày 6 tháng 3 đấy là thời điểm mà cái dịch Covid mà ở nước ngoài về, tức là em Nhung Covid Hồng Nhung đấy. Đấy là giai đoạn này. Đấy, và giai đoạn vừa rồi là ở Đà Nẵng.
thì chúng ta thấy là sau mỗi lần như vậy thì cái phản ứng của cái phản ứng của thị trường nó đều đều gọi là nó ổn định hơn đúng không anh chị? Đấy, và hôm qua là cái phản ứng do cái tin của Tổng thống Trump, và chúng ta phục hồi lại ngay trong phiên. Thường thì những cái phiên như này thì phải đến là chúng ta phiên đầu tiên sẽ bị bán rất là mạnh, bán tháo rất là mạnh, và có thể phiên thứ hai nha, phiên thứ hai tùy cái giai đoạn. Đấy, phiên này thì chúng ta thấy là 3%, phiên thứ hai lại tới 5% anh chị. Đấy, nhưng mà phiên này chúng ta thấy là phục hồi lại ngay từ đầu phiên luôn, còn những cái giai đoạn trước chúng ta thấy là nó giảm sâu luôn, không phải một vài phiên mà nó là mười mười mấy phiên nha. Thì cái này thì nó là giai đoạn này chúng ta thấy là nó lại là một cái cho thấy là cái tâm lý nhà đầu tư đã là ổn định hơn rất là nhiều anh chị, ổn định hơn rất nhiều. Và qua những cái diễn biến, những cái biến cố như vậy đấy, và tâm lý nhà đầu tư đã ngày càng gọi là cứng hơn, không có còn gọi là những cái hoảng loạn đúng không, những cái hoảng loạn. Thì hôm qua thì cũng không có nhiều sân quan sát, khách hàng sân cũng không có bán nhiều đâu, bán nhiều. Tuy nhiên là cái việc mua mới thì sân vẫn cho rằng là sẽ là nên thận trọng đúng không, thận trọng, chứ chúng ta cũng không gọi chúng ta bắt đáy trong phiên mà chúng ta phải xem về cuối phiên đúng không. Vì có thể là trường hợp đấy, rất nhiều trường hợp đấy, hồi đấy, hồi phục được để một tí, nhưng mà sau đó những cái áp lực bán ra nó lại là lấn át, lại lấn át chiều mua, và thị trường lại giảm sâu và đóng cửa thấp nhất phiên. Nên là hầu như chúng ta phiên như vậy chúng ta phải chờ về cuối phiên đấy, chờ vào cuối phiên, nếu không ổn thì có thể là chúng ta vẫn phải bán về cuối phiên để mà chúng ta quản trị cho cái danh mục nha. Còn cuối phiên ổn như thế này thì ok, chúng ta sang tuần chúng ta lại lại tiếp tục thôi, tiếp tục chúng ta tìm những cổ phiếu tốt. Thì đây là những cái diễn biến trong ngày hôm qua. Thì ngày hôm qua thì chúng ta thấy là về khối giao dịch của khối ngoại đấy, họ cũng bán, tiếp tục bán ròng khá là mạnh nha, những một như thường lệ thôi, họ tiếp tục bán ròng mạnh. Vinamilk, CTG nha, HPG. Thì CTG ngày hôm qua thì cũng có những cái diễn biến khá là tích cực nha, tích cực, nhưng mà những cái áp lực của khối ngoại họ bán vẫn là rất là lớn. CTG là cổ phiếu gọi là đấy, cổ phiếu mà hầu như là trong phiên chiều đấy là tạo nên cái sự mà đảo chiều cho thị trường. Cái gì? CTG là thời điểm đấy là mọi người quan sát cái việc của CTG là CTG phục hồi rất là nhanh nha, và kéo lên đấy, kéo lên thậm chí gần về cái mức giá đỉnh của phiên sáng luôn. Nên là lúc đó những cái cổ phiếu khác họ cũng có sự đồng thuận nha. Và tâm lý nhà đầu tư lúc đó sẽ là cái tín hiệu mà đấy, những cái lực bắt đáy, những cái lực mua vào lại liên tục đẩy vào, liên tục đẩy vào và khiến thị trường nó hồi phục luôn. Chúng ta nhìn những giao dịch về phiên chiều này đấy. Thì khối ngoại thì hôm qua thì bán ròng CTG, Hòa Phát, Vinamilk như thường lệ thôi. Trong phiên ngày hôm qua thì xấu nhưng mà họ cũng không mua ròng lại. Tự doanh thì mua ròng khá là mạnh trong phiên ngày hôm qua, mua ròng 146 tỷ, mua ròng MBB, hay mua ròng Vinamilk, FPT, Hòa Phát. Hầu như những cổ phiếu trong dịch một phiên 30 duy nhất là bán ròng mạnh về HSG nha chị, cổ phiếu đã tăng rất là nóng trong thời gian qua. Về cái chuyển động thị trường ngày hôm qua thì chúng ta thấy là VIX là cổ phiếu đóng góp nhiều nhất nha, cho hỗ trợ cho bớt cái đà giảm của thị trường. Còn lại trong nhóm VIN 30 chúng ta có Vinhomes, Vietcombank, Vinamilk nha, đều giảm điểm. Nhìn chung thì cái mức giảm này nó là gọi là phải nói là ngoài tưởng tượng đúng không? Chúng ta giảm 5 điểm, 4 điểm, 5 điểm như thế này thì gọi là ngoài tưởng tượng, vì có thời điểm chúng ta giảm 16 điểm nha. Thì quan sát những cái đó thì chúng ta thấy là xác suất cái thường những cái tin tức ra như vậy mà thị trường nó giảm nó phải là vài phần trăm, những cái chúng ta thấy giai đoạn này đúng không chị, đấy vài phần trăm, thì chúng ta thấy là tầm tầm khoảng 3% thì thị trường nó sẽ mất tầm khoảng, chúng ta đang ở vùng 900 đúng không chị, thì 3% là phải là 27 điểm. Thì hôm qua chúng ta chỉ giảm có 4%, chứng tỏ cái sức mạnh của thị trường hiện tại rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Nên là nhiều ý kiến cho rằng thị trường phân phối ở giai đoạn này rồi kéo xả ấy thì Sơn thấy là nó không có hợp lý nha. Và Sơn vẫn cho rằng là chưa có bất kỳ cái tín hiệu phân phối nào đối với thị trường chung ở thời điểm hiện tại. Vì sao? Một cái càng rõ hơn là vào một cái phiên giao dịch ngày hôm qua, cái việc bị bán mạnh sau đó mà thị trường phục hồi lại ngay để chỉ trong vòng 50 phút thôi, những cái lực mua đẩy vào mạnh ngay, chúng ta thấy là lượng tiền ở ngoài nó đang rất là lớn. Đây, và anh chị thấy này, cái việc mà ngân hàng là hạ lãi suất liên tục như vậy thì em thấy là cái dòng tiền
đấy, sẽ đi vào những cái kênh từ tiền gửi ấy, sẽ đi vào kênh chứng khoán rất là lớn nha, dòng tiền chảy vào chứng khoán nha. Đấy. Nên là đây là một cái yếu tố nha, gọi là không phải là kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, không phải là yếu tố về vĩ mô của chúng ta đấy, mà chính là cái dòng tiền. Chứng khoán quan trọng nhất vẫn là dòng tiền chị, dòng tiền nó đi vào để khi là gọi là biến cái quan hệ cung cầu thôi. Anh chị thấy là khi cái nguồn cầu nó mạnh hơn so với nguồn cung thì nó sẽ đi lên, sẽ tăng giá. Nhưng mà hiện tại cái nguồn cầu nó đang rất là mạnh, phiên ngày hôm qua thì tiền nó đổ vào mua ngay, mua rất là mạnh ngay, giống như những dòng tiền rất là lớn, và họ sẽ là mua vào khi những cái thị trường nó có những cái đợt phản loạn và bán những cái giá thấp đấy. Thì những dòng tiền lớn thì thường sẽ giao dịch như vậy. Còn dòng tiền cá nhân của chúng ta là gì? Không nhất thiết chúng ta phải đi mua rẻ, đúng không? Mua rẻ thì chúng ta sẽ không biết là rẻ còn sẽ rẻ hơn được bao nhiêu phiên, đúng không anh chị? Nên là chúng ta thường sẽ là mua mua cao bán cao, đó là nên là cái cách mà Sơn cũng như là hướng đến khách hàng, đó là phương pháp trade nha, phương pháp trade mua cao bán cao chứ không mua rẻ để mong bán đắt nha, không mua rẻ bán đắt. Vì nếu chỉ cần chúng ta sai một lần thì chúng ta sẽ lấy giai đoạn như này, thì mua rẻ bán rẻ là mua rẻ bán đắt là sẽ trả giá rất là nặng ở trong cái giai đoạn này anh chị, trả giá rất là nặng nha. Đấy, cứ nghĩ là rẻ rồi thì mua, cứ nghĩ là rẻ là mua, nhưng mà quên rằng nguồn tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ, nhà đầu tư cá nhân là có hạn. Chúng ta có thể chịu đựng được trong vòng 5 7 phiên, nhưng mà chúng ta không thể chịu đựng được trong vòng 2 tháng trời như anh chị. Đấy. 2 tháng trời mua càng giảm càng mua, càng giảm càng mua đấy, thì trong anh chị thấy là trong vòng 2 tháng này đấy, nó sẽ đốt cháy cái tài khoản của chúng ta thôi. Nên là với nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư vốn có hạn chế thì chúng ta chỉ mua cao bán cao. Đó là cái cách để mà chúng ta có thể chiến thắng được thị trường nha. Chứ không mua rẻ, không không đừng mong mua rẻ bán đắt. Mua rẻ bán đắt chỉ cho dành những cho những nhà nhà độc lập. Đấy, những nhà đầu tư cá mập nha, số vốn rất là lớn và cái nguồn tiền không giới hạn nha. Đấy, không giới hạn. Thì họ có rất là nhiều cái nguồn tiền ở nhiều kênh khác nhau anh chị. Ví dụ như là chứng khoán. Đấy, họ mua xong rồi sau đó là giá giảm tiếp, họ có thể cơ cấu những cái nguồn tiền từ hoạt động kinh doanh khác, hoặc là những cái nguồn tiền từ kênh đầu tư khác như là vàng, như là trái phiếu, như là bất động sản. Nhưng họ rất là nhiều cái nguồn đầu tư họ đổ vào chứng khoán. Nhưng còn chúng ta là nhà đầu tư cá nhân, chúng ta sẽ rất là bị hạn chế về cái nguồn vốn đó. Chúng ta chỉ mua trong vòng khoảng 2 3 phiên là chúng ta hết hết sạch tiền, và không thể mà chúng ta gọi là xoay sở gì được nữa. Nên là đấy, chúng ta phải mua mua cao bán cao cũng được nha, miễn sao chúng ta sẽ có lợi nhuận. Nên trong cái phiên này Sơn không cho bắt đáy, nhưng mà Sơn cũng không khuyến nghị là chúng ta phải bán thầu toàn bộ cổ phiếu. Nếu mà ai mà xin cao chúng ta hạ bớt, để mà gọi là chúng ta không bị tâm lý quá, và chúng ta sẽ không có thấy những cái mức lỗ mà nó gọi là chúng ta thấy là những cái mức rủi ro quá nha, mức rủi ro mà để nếu mà thị trường có thể là chúng ta phải khi mà nó có không phải một phiên mà có thể là nó diễn biến đấy 2 3 phiên như thế này, thì chúng ta phải có những cái lượng tiền, những cái độ an toàn cho tài khoản của chúng ta, còn không chúng ta sẽ bị call margin và chúng ta sẽ bị công ty chứng khoán chủ động bán nha. Đây, thì mọi người lưu ý nha, giai đoạn những cái phiên như thế này là kinh nghiệm đấy, Sơn nhấn mạnh luôn, vì nó đây là những cái trải nghiệm của Sơn, những cái trải nghiệm vì đã trải qua những cái giai đoạn mà thị trường ấy có những cái sự kiện như thế này đấy. Hoặc như ngày xưa thì những cái sự kiện như là về bầu kiên, như là Biển Đông đấy, những giai đoạn đấy anh chị thấy là nó khi tin tức ra thì chúng ta phải phản ứng như thế nào, phản ứng như thế nào. Và thường thì chúng ta sẽ là phải là đặt cái quản trị rủi ro cho hơn hàng đầu, tức là chúng ta sẽ là ưu tiên những cái vị thế nếu rủi ro, tức là chúng ta đang dùng margin cao thì chúng ta phải hạ hạ margin thôi để cho chắc, vì chúng ta ôm tiền mặt thì không ai đấy, kể cả thị trường có điều chỉnh đi nữa thì không ai có thể lấy cổ phiếu của chúng ta bán được. Nhưng nếu anh chị dùng margin đấy, thì khi thị trường giảm đấy, và khi chạm những cái mức call margin, những cái vi phạm về tỷ lệ của công ty chứng khoán, thì họ sẽ là xử lý tài khoản của chúng ta. Chúng ta sẽ không được quyền tự chủ đối với cái tài khoản của chúng ta. Nên là cái việc mà chúng ta dùng margin cao, chúng ta bán trong phiên ngày hôm qua bán, và khi chúng ta nhận thấy cái tin tức xấu và chúng ta bán vào đầu phiên chiều, đó là điều Sơn cho là không sai. Vì nếu chúng ta chủ quan ở lần này và lần này chúng ta đúng, nhưng mà có thể những lần sau chúng ta cũng chủ quan như vậy, thì cuối cùng là khi chúng ta những cái trạng thái margin cao rủi ro đấy,
và khi nó giảm và chúng ta không có tài sản chúng ta bù vào thì công ty chứng khoán họ sẽ bán những cổ phiếu chúng ta, bán tháo những cổ phiếu của chúng ta. Đấy, đó gọi là cái hiệu ứng domino đấy. Đấy, vì họ sẽ là giải chấp thôi, bất chấp những cái giá trên thị trường như thế nào. Đấy, kể cả việc chúng ta bán sàn của chúng ta sau đó cổ phiếu hồi phục lại tăng trần thì họ vẫn bán, vì để đảm bảo để thu hồi nợ cho công ty nha anh chị. Là mọi người lưu ý nha. Còn nếu chúng ta tiền mặt thì chúng ta cứ an tâm, tiền mặt thì chúng ta không bán mà chúng ta có thể là giữ và chờ phục hồi lại, hoặc là nếu mà có giảm nữa thì chúng ta vẫn là không ai lấy bán cho chúng ta được, mà chúng ta có thể chờ đợi thêm, chờ đợi những cái khi mà những cái nhịp thị trường nó hồi phục lại thì chúng ta sẽ cơ cấu sau, không vấn đề gì. Nhưng mà dùng margin thì chúng ta phải lưu ý. Đấy là diễn biến nha, tổng quan là thị trường ngày hôm qua. Thì nhìn chung thì thị trường ngày hôm qua thì cũng nỗ lực phục hồi như vậy, nó là cái điều rất là tích cực rồi. Đấy, và chúng ta sẽ xem cái tuần sau thì những sức mạnh, những sức mạnh này nó thấy có tiếp tục thể hiện hay không, đúng không? Thì những cái lực mua rẻ thì chúng ta thấy là có rồi, nhưng mà đấy, để mà cầu mua giá cao thì chúng ta có xem là tuần sau nó có hay không. Thì thị trường nó cần vượt qua cái vùng 915 này thì hướng đến cái vùng 930, 940, đúng không? Cũng như xa hơn, đấy, những cái vùng mà Sơn đã nói đó là vùng 990 trước dịch, thậm chí vượt luôn đỉnh cũ 1030 ở đây để đi lên cái vùng ở phía trên này. Đó là cái dự đoán của Sơn về cái trend này của chúng ta nha. Chúng ta đang bước vào một cái sóng 3 nha, sóng 3. Đấy, tức là chúng ta đã là reset rồi. Chúng ta reset một cái thị trường, tức là nếu mà không có Covid này thì thị trường cũng cần một cái nhịp mà rũ mạnh để mà chúng ta một cái trend giảm mạnh để mà chúng ta reset lại nha. Reset vì chúng ta hầu như chúng ta là sau cái giai đoạn mà chúng ta tạo đỉnh nha, tạo đỉnh ở cái uptrend 2018 thì chúng ta sideways, chúng ta đi ngang đấy trong năm cả năm 2019 rồi. Nửa cuối 2018 và cả năm 2019 hầu như chúng ta sideways thì cao một cái nhịp này. Covid này ra là gọi là nhịp reset game để mà đấy, nhà tạo lập, rất nhiều tạo lập nha. Họ đã thoát những lượng hàng cao ở những cái giai đoạn này, bắt đầu họ sẽ bắt đáy những cái vùng giá cổ phiếu rất là thấp nha. Đấy, những MMS, những nhà tạo lập làm chủ cuộc chơi của thị trường của chúng ta, họ gom được những cái lượng gói tập và họ sẽ đánh thị trường. Đây chúng ta thấy là sẽ đi vào một cái trend tăng. Chúng ta thấy là thậm chí Sơn đánh giá giai đoạn chứng khoán năm nay còn tốt hơn cả trước dịch Covid nha anh chị. Nếu mà xét về yếu tố dòng tiền, yếu tố về kỹ thuật thì anh chị thấy là đang tốt hơn trước dịch Covid. Vì thứ nhất là yếu tố dòng tiền, chúng ta thấy là dòng tiền đang có lượng tiền lớn, nhà đầu tư F0, lượng tiền lớn từ những cái lượng tiền gửi từ những cái kênh đầu tư khác này, đang gặp khó khăn hoạt động kinh doanh sản xuất của những cái hoạt động mà kinh doanh thương mại đang gặp khó khăn. Đấy, kinh doanh gọi là những cái ngành nghề dịch vụ hoặc là những cái cửa hàng nhỏ này, những cái vốn, số vốn đầu tư nhỏ này, kinh doanh nhỏ. Đấy, tầm vài trăm triệu hoặc là một vài tỷ thì bây giờ xu hướng sẽ không muốn đầu tư kinh doanh mà chuyển sang đầu tư những cái kênh như là chứng khoán. Hoặc là những cái số vốn nhỏ không đầu tư về bất động sản, và cộng với cái bất động sản đã ở mặt bằng giá rất là cao nên là sẽ chuyển hướng sang đầu tư chứng khoán, những cái lượng tiền đó vừa phải, những cái size vốn đâu đó tầm dưới 1-2 tỷ nha anh chị, và những cái lượng tiền gửi nữa. Đấy thì rất là nhiều, tổng hợp thì nhiều nguồn tiền nó đang chảy vào chứng khoán, nên là xét về yếu tố dòng tiền chứng khoán đang là rất. Xét về yếu tố về kỹ thuật thì đấy, chứng khoán nó đi từ gọi là đấy, sau một cái gọi là reset game như thế này, reset lại mọi thứ về số 0 và bắt đầu đấy, làm lại, thì bắt đầu là chứng khoán của anh là đi từ đáy đi lên, thì hiện tại đang ở một cái sóng 3 thôi. Đấy là chúng ta thấy là sóng một ở đây, sóng 2 là cái sóng điều chỉnh đáy nhịp vừa rồi về 780 nha, đáy 780, và cái sóng 3 bắt đầu là khi thị trường vượt cái vùng 860 điểm nha, bắt đầu là vào đi vào cái sóng tăng, sóng 3 anh chị, sóng tăng số 3 đấy. Nếu chúng ta học về sóng Elliott chúng ta sẽ biết được cái này, điều này nha. Và kỹ thuật thì chúng ta thấy là dòng tiền ở năm nay đấy, cái thanh khoản vào thị trường rất là dồi dào, cái dòng tiền vào thị trường rất là lớn, nó hơn hẳn những cái giai đoạn 2019 và thậm chí uptrend 2018 nữa. Đấy, cái thanh khoản chúng ta nhìn vào rất là rõ này, nên là Sơn đánh giá giai đoạn chứng khoán năm nay tốt hơn trước cả dịch Covid nha anh chị. Nếu nhìn chung là vì cái dịch này đấy thì đã bao nhiêu nhà đầu tư mà đã bị là đấy, thiệt hại rất là nặng, và có thể là thua lỗ rất là nặng, và thậm chí là không bao giờ gượng dậy nổi, không bao giờ đánh chứng khoán nữa. Nhưng mà từ những cái gọi là cái này đấy, cái mất mát của người này lại cơ hội cho người khác, mà chúng ta thấy là đây là một cái cơ hội rất là lớn nha. Chứng khoán nó đang vào một cái xu hướng gọi là uptrend rất là lớn nha. Sự đánh giá
và càng ngày chúng ta thấy là những cái phiên ấy, hay là phản ứng của thị trường trước những cái tin xấu nó càng mạnh mẽ đi, thì cho thấy là cái tâm lý nhà đầu tư hiện tại là thường canh những cái phiên mà thị trường nó có những cái biến động lớn như thế này để mua, để được mua được giá rẻ nha, để mua được giá rẻ. Tâm lý rất là cứng rồi. Nên là giai đoạn này chúng ta đừng lo về việc phân phối hay gì cả nha anh chị. Chưa Sơn chưa thấy những cái tín hiệu nào gọi là phân phối đâu, thị trường phân phối đâu. Còn xét về những cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ thì bao giờ cũng lại cái vùng 900 này. 900 đang là hỗ trợ cực mạnh của thị trường. Đó là vừa là một cái mốc tâm lý, vừa là một cái mốc về kỹ thuật thị trường có test lại. Anh chị thấy là nếu mà OK, mọi người chờ xem một tí, nó hơi lỗi cái chỗ này thì chúng ta thấy là về cái phiên ngày hôm qua thì thậm chí là thị trường ấy, cái phiên ngày hôm qua nghe anh chị, thị trường là gọi là test về cái đấy đấy, nằm gọi là có một cái gap up ở đây không chị, để thị trường bị lấp gap trong phiên nhưng mà cuối phiên rút chân lên, tức là cái gap này hoàn toàn chưa bị vi phạm nha, tức là đang gọi là một cái hỗ trợ nha. Đấy, đừng nói đến vùng 900 thì vùng đang 905, thậm chí đang 905 đấy, tức là cũng là một cái hỗ trợ của thị trường rồi chứ không phải là 900 nha anh chị. Đấy, 905 nha. Còn và những phiên tới nếu thị trường chúng ta không bị cái có không có phiên nào mà đóng cửa thấp hơn vùng 905 này thì chắc chắn là sẽ đi lên thôi, chắc chắn vừa cái vùng 915 và đi lên thôi. Nhưng mọi người nên là chúng ta yên tâm review về thị trường nha, cũng như là kinh nghiệm mà chúng ta đối phó với cái việc là khủng hoảng thông tin như thế nào. Còn nhìn chung thì cái vẫn như cái xu hướng thôi. Hôm trước là Sơn có chia sẻ mọi người là dòng tiền đang có một cái xu hướng là đấy, chỉnh lại ở nhóm cổ phiếu blue chip nha, chỉnh lại nhóm cổ phiếu blue chip và bắt đầu chuyển hướng sang nhóm cổ phiếu mid cap, những cổ phiếu hoặc là những cổ phiếu có kết quả triển vọng kinh doanh quý 3 này nha các anh chị. Đấy, mình thấy là thời điểm về đấy, sẽ là sắp tới là liên tục ra những cái ước tính hoạt động kinh doanh, đấy, những cái báo cáo kinh doanh nha. Đây là thời điểm từ ngày 3, ngày từ đầu tháng 10 cho đến ngày 20 đấy, thì là thời điểm các doanh nghiệp ra ước tính nha, ước tính kết quả kinh doanh từ ngày 20 đến ngày 30 là công bố những cái báo cáo chính thức. Nên là dòng tiền giai đoạn này sẽ là phân hóa và chúng ta phải lựa chọn hàng cổ phiếu phân hóa thôi. Thì ngày hôm qua hôm ngày thứ năm thì Sơn có tặng cho các anh chị hai đấy, một cổ phiếu đó là HAX nha, đúng không anh chị? HAX ngày hôm qua tăng cũng rất là tốt nha, HAX nha. Hôm trước thì Sơn cũng có phân tích rồi, phân tích và Sơn có thể mở lại cái video này, không nhớ là tầm bao nhiêu, mở lại cho mọi người xem HAX nha. Video hôm trước anh chị tích lũy nha, lại xem thấy hầu như không có những cái nền giá tích lũy. Phiên 30 thì cổ phiếu này nó vẫn có những cái định giá còn thấp trong nhiều ngân hàng đó anh chị. Đấy, có kết quả kinh doanh tốt và những định giá thấp, đồng thời là có về cái game chuyển sàn, nên nó có những cái kỳ vọng cổ phiếu này chúng ta thấy nó tăng từ cái nền giá ở đây là đi lên, là chúng ta thấy tăng rất mạnh luôn. Hôm nay đóng cửa cao nhất phiên tăng 26%, có những cái tín hiệu phiên khối lượng rất là lớn, tiền đi vào. Hiện tại thì chú ý vào STB thôi, STB xem những cái phiên sắp tới thế nào, nếu có những cái nền giá tích lũy mà với những cái biến động nó chặt chẽ lại đó. Giai đoạn này nó còn khá lỏng lẻo nha, những cái vận động ở đây nó cũng còn khá lỏng lẻo, nên là khả năng nó sẽ cần cái quá trình tích lũy lại nha. Ở đây có những cái mẫu hình là chúng ta thấy là có cái sự có cái mẫu hình là tam giác nha, mẫu hình tam giác tích lũy ở đây, tam giác cân. Đấy, và nếu vượt qua cái vùng breakout của cái mô hình tam giác này thì nó sẽ khả năng sẽ đi lên được những cái vùng tầm khoảng 15 16. Đây, cổ phiếu này chúng ta thấy là thanh khoản nó cũng không có quá cao, nên là chúng ta giải ngân thì cái vẫn nên chú ý về cái tỷ trọng anh chị. Một cổ phiếu nữa chúng ta hãy quan sát. OK, đó là cổ phiếu về HS các anh chị. Thì anh chị thấy là nó trong cái phiên hôm qua thì nó cũng là tốt thôi, nó bật tăng là như thế này thì các anh chị mà cứ mua theo sơ thì cứ nắm giữ. Thì đầu phiên ngày hôm qua thì Sơn có gửi thêm về các anh chị là cái cổ phiếu là chúng ta thấy là cổ phiếu về IGC, đúng không chị? Phiên ngày hôm qua thì Sơn có gửi
đấy, ba cổ phiếu cho các anh chị này, ba cổ phiếu vào phiên ngày hôm qua các anh chị nha, IGC nữa nha. Tại vì hôm trước thì Sơn, lúc Sơn làm video thì lúc đó Sơn có chưa có xem về cổ phiếu IGC nha. IGC lúc mà Sơn review cho các anh chị xong đấy thì Sơn có xem lại về IGC thì Sơn thấy IGC ok. Ngày hôm sau Sơn có khuyến nghị anh chị nha, IGC, HAX và COO đúng không anh chị. Về cái room khách hàng thì Sơn có cho mua về IGC nữa anh chị, IGC cả HAX và COO luôn. Đây đấy, IGC này, HAX nha. Đấy. Đấy, cho mua thì Sơn cũng nhắn luôn sang room cơ sở 2 cho các anh chị luôn đúng không. Nên là anh chị nào mà chưa tham gia vào room cơ sở 2 thì cứ tham gia vào cái đường link phía dưới cái video nha các anh chị, cứ tham gia vào room cơ sở 2 này nha. Thì Sơn có nhắn cho anh chị luôn, IGC và HAX đúng không. Thì hai cổ phiếu này đều được tăng tốt trong cái phiên ngày hôm qua, thì các anh chị là có mua theo cái khuyến nghị của Sơn thì cứ nắm giữ thôi. Còn CEO chưa tăng thì chúng ta vẫn cứ nắm giữ, nó mua rồi cứ nắm giữ thôi. Vì trạng thái CEO Sơn đánh giá thì nó vẫn ok, nó trong những cái vùng tích lũy khá là an toàn nha, và đang có những cái tín hiệu là sắp tới là khả năng sẽ có một cái nhịp đánh thôi, nhịp đánh lên, có thể kỳ vọng được cái vùng là tầm 8.5 ở đây nha. Ba cổ phiếu mà Sơn có nói mọi người đấy thì nó chạy được hai cổ phiếu thì cũng là ok rồi. Đấy, khuyến nghị mọi người ba mã mà nó chạy ba hai mã thì ok, là một mã gọi là đi ngang thôi. Vùng mua chúng ta là quanh vùng 7.4 đúng anh chị, đi ngang thôi. Nên là nhìn chung là cũng ổn nha. Đấy, nhìn chung cũng ổn. Thì cổ phiếu này thì Sơn khuyến nghị và Sơn cũng gọi là có mua. Đấy, hầu như những cổ phiếu mà Sơn khuyến nghị là đều có mua hết nha, có mua. Đấy, IGC này các anh chị nha, lợi nhuận tạm 3% trong phiên nha. Đấy, HAX này lợi nhuận tạm 2% trong phiên nha các anh chị. Đấy, HAX thì mua cũng ít thôi, tại vì thanh khoản nó thấp quá, thanh khoản thấp nên là cũng không có đánh nhiều được đúng không. Còn mua IGC nhiều hơn vì nó thanh khoản nó tốt hơn, IGC tăng cũng rất là đẹp anh chị. Cổ phiếu này Sơn nó gọi là có một cái mẫu hình có cái cầm nha các anh chị, có cái cầm nha, cái cầm. Hôm qua là cái điểm gọi là nó vượt nha, cái phiên vùng, cái phiên mà cái điểm mua đây, nó vượt cái kháng cự ở đây anh chị, mẫu hình không thể cầm. Nha, thì các anh chị chúng ta cứ anh chị chưa đăng ký kênh, anh chị chưa đăng ký kênh thì cứ đăng ký kênh nha. Và chưa tham gia vào room cơ sở 2 mọi người đã tham gia thì Sơn sẽ tư vấn ha, hỗ trợ cổ phiếu cho anh chị trong cái room này luôn. Mọi người có thể là chúng ta có những cơ hội rất là tốt. Đấy, ngày hôm qua thì đâu có nhiều cổ phiếu tăng đúng không chị. Đấy, không có nhiều cổ phiếu, ví dụ trong danh mục Sơn theo dõi ngày hôm qua thì nó đấy, có một số cổ phiếu mạnh như là CVT thì tăng trần, DIG, SM nha. Đấy, còn IGC tăng, IGC chúng ta tăng tốt này, BCG, HAX này. Đấy, thì cũng không có nhiều, nhưng mà chúng ta thấy là hầu hết là cái nhóm midcap thôi anh chị. Nên là Sơn có nói là mọi người chúng ta phân bổ sang midcap nha, những cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong giai đoạn này thì nó sẽ là ok hơn. Còn dòng blue chip khả năng là sẽ có sự tích lũy lại thôi. Tôi thấy ngày hôm qua thì blue chip thì chỉ có CTG là nó khỏe thôi, nhưng mà CTG thì vẫn chưa vượt qua nha. Nhìn chung là nó gọi là một cái phiên gọi là giữ được cái sức mạnh thôi, nhưng mà vẫn chưa vượt qua được cái vùng 27.4 này. Nhìn chung thì CTG có ha, có 3 phiên, phiên ngày hôm qua thì cũng chưa qua được cái vùng 27.4 này. Chúng ta sẽ chờ xem những cái phiên tới xem. Nhìn chung nếu mà CTG chúng ta khi mà nó vượt lại cái vùng 27.4 thì vẫn là một cái tín hiệu là sẽ là tham gia lại đúng không? Chúng ta có thể tham gia lại vào CTG nha. Nhìn chung CTG như vậy là ok, nha, một sức mạnh rất là khá là ổn đấy. Chúng ta quan sát thêm một vài phiên tới xem. Thì cổ phiếu này Sơn cũng chốt lời hầu như cái vùng trên 27 này trong những cái phiên trước rồi, nhưng mà sẽ quan sát lại cổ phiếu này xem vận động sẽ như thế nào nha các anh chị. Cứ quan sát lại nha, theo dõi, vì hôm qua nó sức mạnh nó thể hiện khá là tốt đúng không, khá là tốt trong cái nhóm VIN30. Còn lại chúng ta thấy là những cổ phiếu tăng thì đều là những cái cổ phiếu trong tăng mạnh trong ngày hôm qua đấy. Thì chúng ta thấy là chúng ta nên lưu ý vào những cái cổ phiếu đã tăng mạnh trong ngày hôm qua, có thể là không phải là cái điểm mà chúng ta mua được, nhưng mà chúng ta vẫn nên chú ý cho những cái sóng tới, đặc biệt những cổ phiếu nào mới chạy phiên đầu tiên, ví dụ IGC, HAX thì mới chạy thôi này anh chị nha, chưa tăng nhiều này. Đấy, hoặc là PAPO này bắt đầu có phiên ngày hôm qua khá là tích cực nè anh chị, cái phiên đầu tiên này. Đấy, vì chúng ta lỡ điểm mua đầu tiên thì chúng ta có thể là xem để mà chúng ta theo dõi vào cái điểm mua thứ hai đấy anh chị, điểm mua thứ hai. Vì hầu như một cái sóng tăng cổ phiếu nó đi vào thì nó không tăng được, không tăng, chỉ tăng một phiên đâu,
có thể một cái trend lên nha. Chúng ta sẽ canh vào cái nhịp số 2 cũng được. Thì cổ phiếu này nó bắt đầu vào cái nhịp đầu tiên thì tôi sẽ canh vào nhịp 2. Còn những cổ phiếu như là DG ha, XG này chẳng hạn tăng rất là mạnh thì chúng ta cũng không vào được nữa đúng không? Hầu như anh chị có thì chúng ta chỉ canh chốt lãi thôi. Cái nhịp này Sơn kỳ vọng nó điều chỉnh test lại đây chúng ta mua được, nhưng mà nó đi ngang rất là mạnh, đi ngang rất là khỏe này anh chị. Khối lượng nó kỳ cung này, một điểm mua. Đấy, nhìn trong giai đoạn này mà đoạn vừa rồi thì bỏ qua đi, G thì cũng khá là tiếc nha, rất là mạnh luôn. Phiếu đi G tăng. Đấy này chúng ta thấy là thị trường ngày phiên ngày hôm qua nó xấu như thế này mà những cổ phiếu như thế này vẫn tăng rất là mạnh mẽ này. Chúng ta thấy là giai đoạn này là đấy, dòng tiền nó vào nhóm mid cap hoặc là ASM đấy, cổ phiếu này tăng em thấy. ASM này, ở đây có quá trình điều chỉnh test lại cái hỗ trợ này. Sau đó là cái phiên những phiên tích lũy với khối lượng thấp. Cổ phiếu tiếp tục bùng nổ đi lên. Bùng nổ đi lên. Đấy. Và hiện tại thì những lên những cái vùng này thì cũng là những cái vùng kháng cự rồi. Chúng ta không mua được nữa thì chúng ta sẽ là chờ thôi, chờ phải qua chờ quá trình tích lũy lại những phiếu này. Đấy là những cổ phiếu mà chúng ta hoặc là CVT này. Đấy. CVT đoạn vừa rồi thì hầu như là cũng là đi lên trong âm thầm nha các chị. Đấy, đi lên trong âm thầm mà có một cái phiên bùng nổ thôi. Phiên bùng nổ. Đi lên âm thầm. Nhìn chung là chúng ta chưa tham gia thì chúng ta sẽ chú ý nha, vì nó sẽ là đi đến cái vùng 21. Đấy 21 22 này là kháng cự của CVT này. Đấy kháng cự khá là mạnh nha. Hầu như là cổ phiếu đi lên đây thì nó sẽ phải cần thời gian nó tích lũy nha, tích lũy lại thì chúng ta có thể tham gia cái nhịp sau. Chúng ta chú ý vào những cổ phiếu nó có những cái phiên nó gọi là phiên bùng nổ đầu tiên đấy. Nha, sau phiên bùng nổ đầu tiên thì chúng ta phải nên chú ý. Trường hợp này nó sẽ khá là đấy, giống như cổ phiếu là DPG đấy. Chúng ta cứ bỏ lỡ phiên đầu tiên không sao cả anh chị. Cổ phiếu này Sơn khuyến nghị anh chị hôm trước đúng không? Đấy, trong rất là nhiều cái livestream thì Sơn rất nhắc nhiều lần về những cổ phiếu này, nó đi vào những cái mô hình tích lũy rất là đẹp. Nghe gọi là những cái mô hình mà nó gom hàng ở vùng đáy anh chị. Những cổ phiếu mà nó sau một cái quá trình mà nó đeo trend dài, nó có một cái giai đoạn gọi là gom hàng vùng đáy của nhà tạo lập. Những cái tín hiệu chúng ta nhận ra. Đấy, khối lượng đi vào, sau đó có những cái nhịp rũ nha. Những cái nhịp rũ. Đấy, mà hầu như những cái giai đoạn này tích tạo thành những cái mẫu hình này. Đây, hai đáy rất là đẹp luôn. Sơn có nói mọi người chúng ta vào canh vào vùng này không? Hoặc là phiên trước là chúng ta ở vùng này chúng ta vẫn mua được nè. Tức là đây là những cái nền tảng đầu tiên của cổ phiếu này thôi. Đấy, chúng ta tham gia này ok, không vấn đề gì. Nếu những phiên tới mà cổ phiếu này nó tiếp tục tích lũy những cái nền tảng phía trên này, chúng ta thậm chí chúng ta vẫn vào được, không vấn đề gì cả. Nó mới gọi là cái đầu sóng của cổ phiếu này thôi. Sơn rất là nhắc nhiều lần cổ phiếu, nhắc rất là nhiều lần cổ phiếu này các anh chị, cổ phiếu là tên L cũng vậy nha. Đang là những cái đoạn đầu sóng này thì chúng ta cứ đây, nó đây là cái phiên đầu tiên nổ vol này. Đấy, thì chúng ta vào cái nền tảng này vẫn ok này. Và cổ phiếu này nó lại đang cố gắng nó tạo một cái nền tảng phía trên này vẫn là ok này các anh chị nha, chúng ta chú ý nha. Đấy, phân không có gì là cao đâu, vì những cổ phiếu này gọi là những cái vùng này thật sự thì Sơn đánh giá nhà tạo lập họ chưa có lời đâu anh chị, họ chưa lời được bao nhiêu cả, vì họ mất cả một cái khoảng thời gian như thế này anh chị, thế là biết bao nhiêu tuần để họ gom hàng, bao nhiêu tuần họ gom hàng. Nhưng trong cái vùng này chúng ta hãy tính bằng tháng luôn. Đấy, khi cổ phiếu nó rơi về đáy này chúng ta hãy 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng. Mất 7 tháng để gom hàng thì chắc chắn những cái trend họ đánh sẽ không ngắn đâu. Nên những cổ phiếu này anh chị cứ quan sát, cứ follow theo nha. DPG cũng vậy. Khá là giống nhau. Sau cái đeo trend dài đấy thì bắt đầu là quá trình là tích lũy gom hàng. Đó là những cổ phiếu mà tăng khá là tốt trong cái phiên ngày hôm qua. Phiên ngày hôm qua thì thị trường thì chúng ta thấy là mỗi khi thị trường nó có những cái biến động lớn thì những cổ phiếu khỏe đấy thì nó sẽ hiện sức mạnh. Thì chúng ta có thể follow vào những cái cổ phiếu đó, tức là những cổ phiếu ngày hôm qua nó vẫn xanh. Đấy, hoặc là giữ những cái mức tham chiếu. Đấy là đó là những cổ phiếu khỏe của thị trường thì chúng ta follow vào. Những HPC này anh chị vẫn follow được này. Đấy, xanh điểm này đó. Những cổ phiếu mà nó vẫn giữ được cái mức xanh điểm đấy. Đấy, vẫn đóng cửa giá xanh đấy, đó những cổ phiếu khỏe. Nên là đấy, cái việc mà Sơn có mua hôm qua giải ngân về cổ phiếu IGC này tăng cuối phiên tăng mạnh như thế này, hoặc là HEX này đấy, rất là an tâm luôn các anh chị, không vấn đề gì đúng không? Và anh chị có theo Sơn ấy, trong những cái khuyến nghị vừa phiên ngày hôm qua thì cứ an tâm, hoặc là CEO cũng không xấu anh chị CEO này vẫn không xấu này.
đóng cửa vẫn được vùng 7.4, 7.4 không vấn đề gì đâu. Nó chưa thể hiện thôi, nhưng mà nó vẫn là không gọi là xấu lắm, không có gì xấu cả. Đây cứ an tâm, nếu mà anh chị có mua rồi cứ an tâm thôi. Những cổ phiếu mà chúng ta chú ý, những cổ phiếu khỏe là tức là nó ngày hôm qua nó vẫn xanh mạnh đấy. Đấy, xanh mạnh hoặc là nó nhìn chung là đóng cửa giá xanh là nó là ok rồi. Vì phiên ngày hôm qua thật sự là cái phiên mà thị trường nó có những cái tín hiệu xấu, và gọi là nếu mà xét về thống kê thì phiên ngày hôm qua chúng ta vẫn là 300 mã giảm này, có 100 mã tăng rồi. Trong VN30 thì vẫn số mã giảm còn áp đảo số mã tăng này, đúng không chị? Thực sự thì nó vẫn là số mã yếu nó nhiều hơn số mã khỏe, đúng không? Thì chúng ta sẽ lọc ra được rất là nhiều mã khỏe đấy. Thì về cái danh mục thì có thể là phiên ngày mai thì Sơn sẽ làm một cái live stream, là tiếp tục cái live stream về cuối tuần. Thì cái thường những cái live stream vào buổi chủ nhật cuối tuần nó rất là quan trọng, vì nó định hướng được cái xu hướng cho tuần sau, cũng như là những cái cổ phiếu nó rất là tiềm năng cho tuần sau. Thì anh chị có thể đón xem nha, đón xem những cái live stream và cái phiên cái buổi tối chủ nhật ngày mai rất là quan trọng cho mọi người, nên đón xem. Thì Sơn sẽ khuyến nghị những cổ phiếu chúng ta có thể tiềm năng để chúng ta đầu tư vào tuần sau này, cũng như là nếu mà tuần sau nó có những cái diễn biến như thế nào thì cái kế hoạch đấy, chúng ta phải lên được những cái kịch bản đấy, những cái vận động thị trường nó như thế nào thì tương ứng với những cái cách mà chúng ta sẽ hành động như thế nào, thì chúng ta có kịch bản nha, chúng ta có sự chuẩn bị nha. Có một câu nói đó là thất bại trong việc chuẩn bị thì chuẩn bị cho việc thất bại nha chị. Chúng ta có một cái sự chuẩn bị tốt đấy thì chúng ta đầu tư rất là an nhàn nha chị, tâm lý thoải mái. Đấy, vì thị trường chúng ta sẽ lên kịch bản thị trường nó tăng mạnh thì chúng ta hành động như thế nào, chúng ta sẽ mua đúng không, mua như thế nào đấy, nhắm vào những dòng cổ phiếu nào, những cổ phiếu nào chúng ta sẽ là quan sát giai đoạn vừa rồi đúng không đấy, và chúng ta thị trường nó ổn thôi đấy. Cái phiên sau phiên ngày hôm qua thị trường ổn không, thì tuần tới chúng ta sẽ đánh những cổ phiếu nào đấy, chúng ta an tâm chúng ta sẽ đánh đấy. Còn trường hợp mà thị trường nếu có những cái xấu, biến động xấu thì chúng ta xem đó, những cái vùng nào mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải nên thoát ra đúng không. Nếu đóng cửa đấy, thị trường đóng cửa nó dưới những cái mốc hỗ trợ nào thì chúng ta buộc phải chúng ta bán để mà chúng ta đứng ngoài, để mà chúng ta chờ một cái nhịp mới quan sát. Thì có thể là những cái đấy chúng ta phải lên những cái kịch bản, và hầu như chúng ta có kịch bản sẵn thì chúng ta sẽ rất là an tâm nha. Nếu các anh chị chúng ta xem những video trước thì sẽ có vùng 900 là hỗ trợ. Nếu hôm qua thì thực sự thì chỉ thủng 900 sau đó kéo lên ngay thì gọi là một cái sự tích cực nha. Tích cực 900 đang là cái kháng cự ở cái vùng phía trước, cái vùng phía trước. Thật ra là 900 cũng có thể gọi là 905 nha, 905. Nhưng mà 900 thì là cái mốc là nó gọi là mốc là nó cứng hơn, rồi, cứng hơn. Còn 905 thì ngày hôm qua vẫn chưa vi phạm nha anh chị, cái gáp ốc ở đây rất là mạnh luôn. Ngày mai thì sẽ có danh mục nha, danh mục anh chị đón xem livestream để mà anh chị nhận cái danh mục đấy cũng được. Để mà mọi người có thể tham khảo cho cái việc mà chúng ta giải ngân vào tuần tới. Thì cũng như danh mục, cũng như là những cái cổ phiếu Sơn ngày mai Sơn sẽ hỗ trợ cái việc hỏi đáp về cổ phiếu, tư vấn cho mọi người để mà chúng ta cơ cấu tài khoản nha. Vì giai đoạn sắp tới Sơn đánh giá là thị trường nó sẽ phân hóa, chứ cũng không phải là đồng loạt tăng đâu. Nếu chúng ta thấy là thị trường liên tục giai đoạn vừa rồi là đánh rất là hay, tức là nhà tạo lập họ không có dồn tiền nóng, không có để dòng tiền nóng nha, tức là lên đồng loạt và sau đó rất là dễ sập đồng loạt. Thì thị trường giai đoạn những cái đoạn vừa rồi thị trường đã thấy, Sơn thấy thị trường đánh rất là hay. Giai đoạn này là thị trường tích lũy này, sau cái đoạn phục hồi lên từ đáy thì Sơn không nói nha, vì phục hồi thì phục hồi chung đúng không, dòng nào cũng phải phục hồi cả nha. Vì nó có những cái phiên gọi là nó rơi sâu, trong hai phiên mà thị trường nó rất mất gần 10% mà để phục hồi đi lên thì phục hồi như nhau. Nhưng mà giai đoạn này bắt đầu này thị trường đi ngang thì bắt đầu là mid cap bùng nổ này, giai đoạn đấy đấy, xong bắt đầu giai đoạn này này mid cap này chững lại này, blue chip kéo điểm số này, đến giai đoạn này thì là mid cap tăng, ủa mid cap tích lũy, blue chip tích lũy đúng không, blue chip tích lũy, mid cap tăng, và những cái phiên đấy, những cái phiên mà sau khi vượt cái vùng 900 thì chúng ta thấy là blue chip nha, những cổ phiếu như là HPG, MWG nha, rồi những dòng ngân hàng như là MBB, ACB đấy, LPB, VIB, dòng ngân hàng giai đoạn vừa tăng rất là mạnh luôn, STB nha. Thì cái sóng, những cái sóng như vậy, và đến giai đoạn này bắt đầu chúng ta thấy là cũng không nhiều cổ phiếu hiện tại Sơn đánh thấy hiện tại có những cái cổ phiếu mạnh, đó là HPG vẫn còn giữ sức mạnh và CTG thôi nha. CTG đấy, một cổ phiếu bán lẻ là Sơn kỳ vọng là một MWG hiện tại vẫn đang có những cái sự gọi là cần phải tích lũy lại, nhưng mà nó vẫn chưa gọi là xấu đâu, vẫn chưa gọi là xấu, thì chúng ta có thể là sẽ cần cái thời gian tích lũy thêm
Trong nhóm VIN30 hiện tại thì Sơn thấy là chỉ có CTG và Hòa Phát là ok này anh chị. Đấy, vẫn là những cổ phiếu mà chúng ta có thể hướng đến. Đấy, trong cái việc mà chúng ta canh những cái nhịp đánh mới nha. Những nhịp đánh mới thì có thể là vẫn nên là follow những anh chị, mà nếu mà anh chị thích đánh trong cái VIN30 thì chúng ta vẫn là follow về mạnh về hai cổ phiếu này. Đặc biệt là HPG thì Sơn thấy là những anh chị có thì cứ nắm giữ thôi. Sơn thấy vẫn chưa có vấn đề gì đối với HPG đâu. HPG vẫn rất là mạnh. Duy nhất cổ phiếu này vẫn giữ được một cái xu hướng rất là mạnh trong cái nhóm VIN30. Đấy, chúng thấy những cái phiên vừa rồi thì áp lực về khối ngoại họ bán. Đấy, áp lực khối ngoại họ bán thì như thế này, bán một cái phiên mình cũng thấy là rất nhiều phiên HPG bị bán 2-3 triệu cổ phiếu mà cổ phiếu này cũng không có giảm quá sâu, thì đó là một cái tín hiệu tốt. Hoặc như là CTG này, phiên hôm qua rất là khỏe luôn. Đấy, khối ngoại bán là 2,5 triệu cổ phiếu mà cổ phiếu này vẫn xanh. Tức là tích cực nha các anh chị, tích cực CTG. Đấy, nó sẽ là nó liên tưởng đến Hòa Phát giai đoạn mà vùng 24 đó anh chị. Đấy, Hòa Phát vùng 24 thì chúng ta sẽ thấy là CTG cũng bị bán mà nó sẽ không vấn đề. Hòa Phát thì vẫn đang bị bán mà. Đấy, Hòa Phát giai đoạn này bị bán mà. Vùng 24 nghe bị bán 20 mấy triệu cổ phiếu, cái quỹ Malaysia họ rút vốn anh chị. Sau đó vẫn kéo tăng rất là mạnh luôn. Phiên hôm qua tiếp tục bị bán nhưng vẫn không vấn đề gì. Mà Phát thì Sơn vẫn đánh giá là chị cứ cầm đi, cầm chưa suy chuyển gì đâu, sức mạnh vẫn tuyệt vời. CTG thì chúng ta sẽ chú ý thêm. Đấy, đặc biệt là cái vùng 27.4 này nó đang là cái ngưỡng cản khá là cứng của CTG đó. Sơn thấy là có nhiều phiên cứ kéo lên vùng này là bị chốt lời rồi. Đấy, nên là khả năng thì CTG muốn vào một cái trend mạnh ấy, thì khả năng là phải vượt được cái mốc 27.4 này thì cổ phiếu này nó sẽ tăng rất là bùng nổ nha. Bùng nổ và nó có thể là nó qua luôn cái cản hai vùng 28 này đấy, qua luôn cái kháng cự 28 này mà nó có thể tiến đến cái vùng tầm khoảng 30 anh chị. Nên là chúng ta chú ý về cái vùng tầm khoảng 27.5 nha, 27.5 và xem những phiên tới như thế nào. Phiên hôm qua thanh khoản cũng rất là cao của CTG, đồng tiền bán cũng mạnh mà mua cũng mạnh luôn anh chị. Ok, thì đấy là những cái diễn biến chính trong phiên giao dịch ngày hôm qua, những cái điểm chú ý, những cái dòng cổ phiếu nha. Anh chị có thể là đăng ký vào cái room cơ sở 2 để mà sẽ hỗ trợ thêm trực tiếp trong phiên. Nha, nó sẽ nhanh, nhiều cái nhận định, những cái khuyến nghị cho các anh chị nó kịp thời. Đấy, anh chị có muốn tham gia mở tài khoản ở VPS để được miễn phí giao dịch về cơ sở và phái sinh đấy, thì anh chị đăng ký vào cái link này. Hiện đang miễn phí giao dịch nha. Miễn phí giao dịch cả cơ sở và phái sinh cho khách hàng mới nha. Thì tiết kiệm cho anh chị rất là nhiều chi phí, đặc biệt anh chị nhà đầu tư F0 đó. Sơn thấy là hầu như anh chị cũng không có dùng mặt sim đâu. Đấy, thì đây là những cái miễn phí dành cho những anh chị không dùng mặt sim nha anh chị, không dùng đồng bảy đấy. Thì anh chị nhà đầu tư F0 thì Sơn thấy là đấy, chúng ta xem về kênh của Sơn rất là nhiều thì anh chị có thể là đăng ký mở tài khoản VPS để anh chị được hưởng ưu đãi này. Anh chị tiết kiệm được rất là nhiều cái chi phí cho cái việc giao dịch của mình so với việc anh chị giao dịch ở công ty khác nha. Thì về phái sinh ngày hôm qua thì Sơn cũng chia sẻ kinh nghiệm với mọi người luôn, thì sự phái sinh ngày hôm qua thì Sơn cũng lãi khá là tốt nha, khá là tốt. Đấy, vì chúng ta gọi là một cái kinh nghiệm thôi, kinh nghiệm mà Sơn gọi là hầu như là khi mà thị trường nó có biến động thì nó sẽ tạo cho chúng ta những cái cơ hội mà chúng ta bình thường chúng ta không có. Thì cái việc mà thị trường Dow Jones nó giảm điểm vào phiên trưa đó thì nó tạo thành một cơ hội nha, cơ hội để mà chúng ta kiếm lợi nhuận nha. Đấy, thì cái lợi nhuận ngày hôm qua của Sơn này được tổng khoảng 40 triệu anh chị. Đấy, 40 triệu và Sơn có sọt đâu đó là tầm khoảng 60 hợp đồng. Đấy, anh chị sọt 60 hợp đồng. Tức là Sơn ăn được đâu đó tầm khoảng 7 điểm nha, gần 7 điểm vì cái một cái tín hiệu qua trưa như thế này anh chị. 7 điểm qua trưa. Thì cái này thì Sơn cũng có chia sẻ trong một cái khách hàng về cơ sở về room khách hàng về phái sinh nha các anh chị. Đấy, thì buổi trưa này sau khi nhận cái tín hiệu về cái việc mà Dow Jones tổng thống đó nhận cái tin tức về tổng thống Trump bị mắc Covid, đồng thời Dow Jones giảm mạnh đấy, thì Sơn có nói là anh chị có thể mạo hiểm, anh chị sọt nha.
đặt và luôn từ giá thấp nha, sẽ khớp vào dư mua nha anh chị, sẽ khớp vào dư mua đấy. Nhưng mà Sơn cũng cảnh báo luôn lệnh này rủi ro, và tất nhiên là nếu cái việc mà thị trường nó có giật lên ấy, thì chúng ta cũng phải chốt nha, phải chốt ngay đấy. Thì Sơn cũng có sọt, Sơn cũng chia sẻ cái lệnh sọt của Sơn đấy. Thì Sơn sọt này, Sơn đặt ngay buổi trưa luôn anh chị đấy, buổi trưa là 12 giờ 26 giờ 27. Thì cái này Sơn sẽ là nói về những chị đang đầu tư phái sinh nha anh chị, mà không có đánh phái sinh thì anh chị cũng xem tham khảo thôi, còn nếu anh chị đang là phái sinh thì đây là một kinh nghiệm Sơn chia sẻ mọi người sau cái phiên giao dịch ngày hôm qua nha. Cho những anh chị không có nằm trong cái room khách hàng của Sơn đấy, thì anh chị cũng biết luôn đấy, là sọt vào buổi trưa này, tức là đọt cái giá thấp luôn 860 855, thì cái giá trung bình của Sơn đâu đó là khớp đâu đó tầm khoảng 862 thôi các anh chị. Tức là Sơn đặt giá như vậy nhưng mà nó sẽ khớp vào cái dư mua nha các anh chị. Ví dụ cái bảng phái sinh hiện tại thì nó tầm rồi, cái bảng giá phái sinh đi đấy, hiện tại thì Sơn sẽ Sơn trường hợp buổi trưa hôm qua là nó đang ở 865 đấy, thì Sơn cứ đặt về 860 và 855 thì nó khớp cho Sơn được cái vào dư mua nha. Những cái dư mua người ta chất ở bên này 863, 862, 861, 860 gì đấy, và được Sơn được trung bình 60 hợp đồng giá 862 đấy anh chị. Thì 862 thì khi nó rơi về thì Sơn sẽ chốt nhanh luôn đấy, Sơn sẽ chốt nhanh cái vùng 855 thì Sơn sẽ được lợi nhuận là 7 điểm nha anh chị đấy. Vì chúng ta sẽ có thời gian chúng ta chốt, vì phái sinh hôm qua là nó sẽ đấy, chúng ta thấy là nó sẽ có biến động đâu đó tầm khoảng đến khoảng 1:10 đấy, 1:15 nha, trong 15 phút đầu tiên thì nó sẽ là đấy, sau một cái sự nó bán vào đầu phiên chiều đấy thì nó sẽ có tầm 15 phút nó biến động trong cái vùng tầm khoảng 854 đến 857 nha. Thì đấy là cái thời điểm mà chúng ta canh chốt, mà chúng ta thấy là không giảm sâu được nữa thì chúng ta chốt thôi, còn nếu mà giảm sâu tiếp thì chúng ta cứ giữ để chúng ta lãi thêm. Thì đây là cái kinh nghiệm Sơn chia sẻ cho những anh chị đấy. Và lợi nhuận của Sơn trong cái phiên ngày hôm qua thì cũng rất là tốt nha, rất là tốt. Thì cái thời điểm đó này, cái phiên này, phiên hôm trước nha, đây Sơn có chia sẻ mọi người. Cái phiên hôm trước, đây là cái cảnh của phiên hôm trước thôi. Đấy anh chị, thì lúc đấy Sơn chốt lãi này, Sơn chốt lãi và Sơn tạm đứng ngoài thì nó đâu đó là được tầm 38 triệu này đấy, mà có thể đánh thêm một ít vào cuối phiên thì nó được thêm một tí thôi, được thêm vài trăm nghìn thôi, cũng không có được bao nhiêu cả. Nhưng mà hầu như là chúng ta sẽ chỉ cần một cái lệnh như vậy chúng ta kiếm được 7 điểm qua trưa rồi anh chị, rất là nhanh luôn đấy. Và cái này thì nó cũng không phải là ngày nào nó cũng có, mà chúng ta phải mỗi khi thị trường nó có biến động, đúng không anh chị, có biến động có cơ hội thì chúng ta sẽ đánh được. Thì đây là Sơn nói thêm một cái phái sinh thôi, thì chia sẻ phái sinh mà trong phiên ngày hôm qua thì nó mang đến một cái cơ hội rất là lớn nếu chúng ta kiếm lợi nhuận, mà nó rất là nhanh vì chúng ta đặt lệnh qua trưa xong đầu phiên chiều chúng ta chốt ngay. Thì tại vì khi mà cái thị trường nó phản ứng như vậy chắc chắn chúng ta biết là bên cơ sở sẽ có những cái lực bán ra, đúng không, bán ra mạnh từ đầu phiên này, đầu phiên chiều, cũng như là bên phái sinh nó sẽ có những cái lượng sọt này, lấy lượng sọt xuống này, cũng như là những cái lượng nhà đầu tư họ cầm long họ phải cắt lỗ, đúng không chị, tại vì cầm lệnh qua trưa mà đấy, thì cứ khi giảm liên tục thì cái áp lực này cả hai chiều, vừa những nhà đầu tư chưa có vị thế sọt vào như Sơn này, cũng như là những nhà đầu tư mà đang giữ lệnh long này lại phải cắt lỗ này, thì hai cái áp lực đó nó sẽ đẩy thị trường giảm rất là nhanh, đẩy cái phái sinh này giảm rất là nhanh, chỉ số phái sinh giảm rất là nhanh anh chị. Thế mình chúng ta sẽ tranh thủ một nhịp như vậy chúng ta kiếm 7 điểm đấy, đấy gần 7 điểm thì cái lợi nhuận tầm 40 triệu cho 60 hợp đồng thì nó kiếm một trong một cái gọi là 5-10 phút phiên chiều thôi, 5-10 phút phiên chiều rất là nhanh, nó rất là đơn giản anh chị. Nhưng mà không phải là ngày nào cũng có, đúng không đấy, có cái thị trường biến động mà chúng ta sẽ là dựa vào cái đó để mà chúng ta kiếm thôi. Thì hầu như cái giai đoạn mà thị trường mà đây là gọi là ít rồi đấy, cái giai đoạn mà trước mà thị trường mà Covid anh chị, những giai đoạn mà Sơn gọi là kiếm lợi nhuận rất là lớn từ cái thị trường phát sinh, vì những cái biến động mà nó không thấy là đấy, những cái nhịp mà nó rơi đấy, nó lên xuống nó rất là lớn nha, những cái lên xuống rất là lớn của thị trường phát sinh trong cái giai đoạn đó, chỉ trong vòng ví dụ là đấy, một tiếng có thể là biến động vài chục điểm rồi, rất là lớn. Ở đây với giai đoạn này là gọi là phản ứng như vậy rất là ít rồi anh chị. Đấy, chúng ta cần tận dụng, Sơn tận dụng được rất là nhiều, kiếm được rất là nhiều tiền trên thị trường phát sinh giai đoạn đó. Vì cứ là thị trường là ví dụ qua trưa đấy, có những cái diễn biến như là cái việc mà những cái thời điểm đó Sơn cũng chia sẻ với anh chị luôn là có những cái
việc mà qua trưa đó, nó là cái hôm mà thấy di động sàn mà thị trường mà cái điện máy xanh ấy, có như một nhân viên của bên điện máy xanh ấy bị dính Covid ấy, thì qua trưa là cũng gắt, cũng bị rơi sâu về buổi trưa, nhưng mà rơi sâu nặng lắm, không như phiên này đâu, phái sinh hôm đó là rơi về gần sàn luôn anh chị, rồi kiếm mấy chục điểm luôn đấy anh chị. Hoặc là thậm chí cái chiều long lên thì có một cái tin tốt là ngân hàng cái gì bơm hạ lãi suất cái gì đấy, lúc mà thị trường phục hồi lên từ đáy ấy, thì cũng sau một cái phiên trưa có một cái tin về hạ lãi suất nha, cũng hạ lãi suất, sau đó thị trường tạo một cái gáp qua trưa đấy, cũng lại là máy kiếm được mấy chục điểm nha các anh chị, kiếm mấy chục điểm luôn ấy. Đoạn đó là kiếm rất là những cái biên rất là lớn nha, bây giờ là ít rồi anh chị, những đoạn trước mà nó biên lớn lắm, thì chúng ta có thể tận dụng những cái diễn biến mà qua trưa. Còn qua đêm thì chúng ta gọi là những cái may rủi anh chị, qua đêm chúng ta không biết được đúng không, chúng ta không làm sao chúng ta dự đoán được đúng không, mà chúng ta vào. Còn qua trưa này chúng ta hãy tận dụng được cái việc mà gọi là quan hệ cung cầu đấy, khi một bên nào nó áp đảo bên kia quá thì chúng ta có thể vào, chúng ta ké đúng không, chúng ta ké và chúng ta ăn được một ít đấy, một ít theo những cái cá mập đúng không, cá mập đấy, nó sẽ có những cái biến động qua trưa, thì chúng ta kiếm lợi nhuận cũng ổn. Thì Sơn để Sơn tìm lại, Sơn sẽ chia sẻ anh chị. Nhưng mà anh chị có đánh phái sinh giai đoạn trước thì anh chị cũng sẽ biết thôi, những cái biến động qua trưa hoặc là cái tin qua trưa về cái việc mà sẽ phong tỏa đó. Phong tỏa về cái phong tỏa mà 14 ngày đó anh chị, phong tỏa 14 ngày ở toàn quốc đó, Hà Nội đó, thì cái tin qua đó thì cũng kiếm được mấy chục điểm luôn anh chị. Tin rơi rất là mạnh qua trưa. Cái lúc đó là thị trường cũng đang cố gắng tạo đáy, nhưng mà phiên qua trưa đó là nó đang cố gắng tạo đáy và nó sụp mạnh qua trưa luôn. Đây này các anh chị, đây cũng là một thời điểm này, thị trường đang 602 này. Sao mở đồ thị này, sao nhìn không ra. Đây là cũng một cái phiên Sơn kiếm được lợi nhuận này các anh chị. Ngày 31 tháng 3 là ra cái tin về phong tỏa đó chị, lockdown 14 ngày đấy anh chị, nếu mà chúng ta nhớ là cái thời điểm đấy sẽ có sự kiện đấy nha. Thì qua trưa ra cái tin đấy thì cũng không có bị thế gì cả, xong bắt đầu là phiên chiều này giảm như thế này đây đấy, thì nó đầu giờ chiều nó giảm thì Sơn lúc đó Sơn sọt, Sơn cũng sọt như ngày hôm qua đó. Sơn cũng đặt giá thấp, Sơn cũng đặt giá đâu đó là Sơn còn đặt thấp hơn đoạn này nữa, Sơn đặt đâu đó là sự 560, 570, 580 gì đấy, thì nó khớp cho Sơn là được cái vùng tầm khoảng 595, trung bình được khoảng 595. Thì trước buổi trưa là nó đã 602, tức là đấy, tức là Sơn khớp 595, tức là nó đã mất đi 7 điểm rồi anh chị, mất đi 7 điểm so với cái giá trước trưa rồi, nên là cái ai mà ôm qua trưa này lãi rất là lớn phiên đó luôn. Để Sơn khớp được 595 xong cuối cùng về 560 thì Sơn chốt được tầm khoảng 565, 570 gì đấy, nhìn chung là được đâu đó 25, 30 điểm anh chị. 25 30 điểm trong vòng có mấy phút đâu. Đấy, mấy phút phiên chiều này, anh chị thấy à? Đúng không? Đấy, và sau đó thị trường nó mới là nó phục hồi lại. Đấy, và những đây là những cơ hội gọi là khi mà có những cái biến cố thì chúng ta sẽ là tận dụng được, nếu mà chúng ta đánh về phái sinh, đúng không? Còn cơ sở thì chúng ta sẽ không tận dụng được anh chị. Cơ sở có thể là qua trưa, nếu mà chúng ta không có đang cầm tiền mặt thì có thể qua trưa những cái biến cố như này chúng ta gom được cổ phiếu giá thấp đấy, chúng ta lời ngay T0 thì có phái sinh đấy, thì chúng ta đánh được cái chiều sọt này qua trưa, hoặc là một cái tin không phải là chiều sọt không anh chị, có những cái lúc mà ăn được chiều long nha, ăn chiều long ăn rất lớn luôn, cũng qua trưa đấy, là cái phiên này đấy, phiên này nó đang tầm 678 này đấy, thì Sơn cũng là đang bị đem một cái xuống phục hồi đấy, phục hồi từ đấy đi lên thì Sơn cũng có giữ một cái phần long qua trưa
Đấy thì ra qua trưa thì có một cái tin về hạ lãi suất của ngân hàng nhà nước hay sao đấy. Đấy, nói chung là một cái tin tốt. Thì không nhớ rõ lắm thì anh chị có thể search lại thôi, nhưng mà phiên đó xem nó là tin tốt qua trưa. Thì bắt đầu là phiên chiều bắt đầu nó lại tăng ngay lên. Thì lúc đó là Sơn là đang ở cái vùng 678 này, thì Sơn long luôn cái vùng 690, 695. Thì Sơn khớp được đâu đó là được 68 mấy nha. Trung bình của Sơn lúc đó là 685, 686, thì tức là Sơn đã có vị thế sẵn rồi, nhưng mà Sơn vẫn long thêm. Đấy, long giá cao luôn để mà Sơn đón đầu cái tin đấy sẽ là giết đội sọt, đúng không anh chị? Đấy, sẽ giết đội sọt. Thì long được 68 mấy, 690 hay là 690 gì đấy, không nhớ lắm, nhưng mà cuối cùng là chốt được cái vùng tới 710 mấy nha anh chị. Phiên đó có lúc cao lên tới 720 nha anh chị, trong một cái thời điểm là tích tắc qua trưa thôi. Những cái này anh chị thấy là biến động rất là nhanh qua trưa nha, gọi là chạc 15 phút thôi, nhưng mà anh chị thấy là đấy, trong vòng 15 phút buổi 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 chiều từ từ 1 giờ đến giờ 1:15 thôi thì nó biến động như thế này đấy anh chị, rất là nhanh, đúng không anh chị nha. Nên là kiếm lợi nhuận rất là tốt đấy, kiếm lợi nhuận tốt thì từ những cái biến cố qua trưa. Nếu mà chúng ta tham gia phái sinh thì Sơn chia sẻ anh chị luôn, thì hôm qua thì gọi là một cũng là người thần việc thật anh chị. Nhưng cái gì chưa thời đây, gian mà nếu mình đã đăng ký thì sẽ dừng chỗ cái đó, tại vì đấy, cái này là quay lại cái tài khoản nha, cái tài khoản cá nhân của Sơn. Đấy, đánh cái việc qua trưa như vậy chúng ta kiếm được 40 triệu qua trưa rồi, rất là nhanh. Thì cũng chia sẻ với chị luôn là trước đó là không phải cái phiên ngày hôm qua đâu, mà cũng rất là nhiều. Thậm chí ngày xưa là những cái giai đoạn mà thị trường nó gọi là tháng 3, tháng 4 đấy, nó tháng 2 đến tháng 4 đấy, nó có những cái biến cố mà đấy, nó biến động rất là lớn đấy. Thì Sơn lúc đó à, lãi những cái qua những cái biến cố nó còn còn nhiều hơn bây giờ. Bây giờ là cái phiên ngày hôm qua rất là bình thường rồi, không vấn đề, gọi là ít rồi đấy. Biến động như thế này gọi là ít, tại vì từ 6865 về trung bình 855 mất có 10 điểm, trong khi những giai đoạn trước anh chị thấy không, những cái phiên mà nó qua chỉ cứ qua một cái phiên trưa thôi thị trường nó biến động 3-40 điểm đối với phái sinh, tăng hoặc giảm 3-40 điểm ngay ngay luôn, đúng không chị? Đấy, đó là chia sẻ với anh chị nếu anh chị có tham gia đầu tư phái sinh đấy, đánh phái sinh đấy. Phái sinh thì thật ra là đầu cơ nha, đầu cơ thì chúng ta sẽ là gì? Cái phe nào thắng phe nào thôi, nó sẽ là yếu tố về cái việc mà dòng tiền bên nào thắng bên nào thôi. Khi một bên nào nó áp đảo nha, một cái lượng cung nó, lượng lượng sọt nó áp đảo và lượng long, thì lượng sọt sẽ thắng. Còn khi một lượng long nó áp đảo lượng sọt thì lượng long nó sẽ thắng, nó hai chiều, mà nó cũng không có liên quan về yếu tố doanh nghiệp lắm. Đôi khi thì nó lại ngược với thị trường cơ sở anh chị, những lúc đôi khi thị trường cơ sở tăng thì phái sinh nó lại không tăng, những lúc thị trường cơ sở giảm thì phái sinh nó lại không giảm. Nó là kiểu nó là như vậy, thì bắt đầu sinh ra những cái như vậy thì nhà cái họ mới kiếm được tiền đó anh chị. Chứ còn chúng ta cứ nhìn theo cái chỉ số này và VN tăng đấy thì chúng ta cứ long, VN giảm chúng ta cứ sọt thì gọi là quá dễ đúng không chị, ai cũng thắng rồi đúng không? Đấy mình thì nhà cái họ luôn đánh những cái không ngờ được thì họ mới ăn được cái phái sinh các anh chị, ăn được cái phái sinh đấy. Nên là phái sinh thì nó chúng ta gọi là cái chúng ta đấu đấu, và chúng ta phải làm sao mà chúng ta đoán được cái ý nhà cái, nhà cái họ muốn gì, đội lái họ muốn gì thì chúng ta mới là đánh được, chứ còn không liên quan. Đôi khi chúng ta cứ phân tích về cơ sở, nhiều anh chị là cũng cũng nói với Sơn rồi sau đánh cơ sở xong ổ đánh về nhìn về thị trường cơ sở xong rồi đánh phái sinh, nó thấy nó chẳng có đúng và chúng ta không có hiệu quả, chúng ta thậm chí chúng ta thua lỗ là như vậy. Nhưng vì chúng ta phải là gọi là chúng ta xem cái hành động của đội lái, của nhà tạo lập đấy, họ muốn cái gì để làm, thì họ dựa vào những cái phi logic đó để họ giết nhà đầu tư cá nhân, giết nhà đầu tư nhỏ lẻ, họ họ mới ăn được tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Chứ còn không không có phải là cứ thấy cơ sở bên cơ sở tăng thì chúng ta long, cơ sở giảm chúng ta sọt, thì ai cũng biết điều đó đúng không chị? Nên là không thể kiếm được tiền nếu mà cứ đơn giản như vậy nha. Vì phải sinh là đấy, nó rất là nhiều cái sự kiện mà Sơn sẽ nói với anh chị qua cái phái sinh, thì chúng ta sẽ nhìn được cái bộ mặt của thị trường nha. Và thị trường đấy tức là cái cuộc chơi giữa cá mập và cá con thôi anh chị, thì chúng ta đang là cá con thì làm sao để mà chúng ta đi theo cá mập để chúng ta kiếm tiền, chúng ta đừng có chống lại cá mập nha. Chúng ta đừng nghĩ là chúng ta nhỏ lẻ chúng ta đông rồi chúng ta huy động lực lượng nhỏ lẻ rồi chúng ta chống lại cá mập thì không có đúng đâu. Đấy, phái sinh thì nó có những cái sự kiện là ngày xưa nó có một, không phải ngày xưa đâu, cũng là một gần đây thôi, sự kiện là phái sinh là
vào cái phiên đáo hạn là cháy rất nhiều tài khoản này. Cháy rất nhiều tài khoản nha. Cháy rất nhiều tài khoản vào cái phiên mà thị trường nó đáo hạn phái sinh 860. Sẽ nhớ 860 là phiên nó tăng trần. Phiên nào nhỉ? Đâu đây? Nó phải trên này nhỉ? 860. Một cái phiên đáo hạn phái sinh nha các anh chị. Phiên đáo hạn phái sinh và chúng ta ôm vào, ai ôm vào bị thấy sọt vào lúc đó là bị cháy tài khoản. Nhưng tạo một cái gốc rất lớn luôn. Phải phiên 822, không phải phiên này. Đáo hạn phái sinh là ngày tháng 7. Thấy tìm lại cái chạc lúc nó không thấy. Nói chung là cái phiên đấy là Sơn nói luôn là cái phiên đấy là thị trường hầu như là cũng không có tín hiệu gì cả, nhưng mà chúng ta thấy là tự nhiên là chúng ta ôm sọt đấy, ôm sọt xong rồi vào cái phiên ATC đấy thì nhà tạo lập họ có kéo vài cái cổ phiếu VN30 lên. Đâu đó thì cái thị trường lúc đó nó tăng đâu đó được khoảng 10 điểm vào phiên ATC. Nhưng mà với những cái sự hoảng loạn của nhà đầu tư phái sinh ấy, với sự hoảng loạn của nhà đầu tư phái sinh thì lúc đó lại là bán, chúng ta là đóng cái lệnh, đóng vị thế hàng loạt nha. Đóng vị thế hàng loạt cái bên cái thị trường phái sinh thì nó tạo thêm lành một cái là chúng ta là gặp úp nha. Tạo thành một cái gap up rất là lớn nha, gap up rất là lớn và rất là nhiều nhà đầu tư là chúng ta ôm sọt đấy vào cái phiên chúng ta giữ vào ATC đấy, chúng ta nghĩ là không có biến cố gì thì cái lúc đó là chúng ta bị cháy cái tài khoản luôn. Đấy là cái kinh nghiệm mà chúng ta là nên là những cái phiên đáo hạn này chúng ta cũng hạn chế, chúng ta sẽ là ôm cái vị thế vào ATC. Đó là anh chị nếu mà chúng ta đánh phái sinh chúng ta sẽ nhớ cái phiên đó. Sơn tìm lại không chạc không thấy nhỉ. Đây có ngày đó. À cái ngày này nè. Đây cái ngày này nó rõ nè. Xem cái chart này nó rõ không. Đây các anh chị. Nãy tìm nãy giờ không ra. Thì nó vào tháng 5. Ngày 21 tháng 5. Giờ sẽ tìm lại ngày 21 tháng 5 nha. Đây. 21 tháng 5. Đây. 21 tháng 5. Vì lúc đó trước ATC này là phái sinh họ vẫn là đang là biến động là gọi là từ cái vùng là 812 đấy không, từ 812 về trước ATC là 809 nha, 809 giảm về 805 xong phục hồi lên lại 809, hầu như là nó cũng biến động trong khoảng là 5-7 điểm gì thôi đấy. Thì bắt đầu là vào ATC là chỉ cần một cái lượng mà mua lên á, ở trong cái nhóm VN30 đấy thì thị trường lúc đó chỉ tăng đâu đó là khoảng 10 điểm thôi, nhưng mà phái sinh á, thì nó lại tăng đấy, tăng trần, vì chúng ta thấy là những cái lượng mà nhà đầu tư mà
nhà đầu tư mình nắm giữ cái vị thế short đấy, đóng lệnh vào phiên HTC đóng rất là nhiều nha, đóng rất là nhiều. Và cái điều đó là khi mà cầu nó vượt cung ấy, trong một khoảng thời gian quá ngắn nha, chỉ trong vòng là khoảng 1 phút 30 giây cuối cùng thôi, 30 giây cuối cùng, đặc biệt là trong khoảng 15 đến 10 giây đấy liên tục đổ vào, thì nó phái sinh lúc đó là nó chạy theo cơ sở. Lúc đó cơ sở là VIN 30 lúc đó là tầm khoảng 8-2, Sơn nhớ là không nhầm là khoảng 8-15, 8-20 gì đấy, thì bắt đầu là cái lượng long vào quá lớn. Thì để mà tại vì là nghĩ là phải đóng vị thế, không thì là sẽ bị lỗ nha. Nhưng mình thật sự là cái rất là thiếu kinh nghiệm, tại vì chỉ cần là chúng ta giữ thôi, đôi khi chúng ta hoảng loạn quá trong cái phiên ATC đó, chúng ta hoảng loạn quá đấy, cuối phiên ATC chúng ta hoảng loạn quá mà chúng ta quên mất đi vào ngày đáo hạn phái sinh. Ngày đáo hạn phái sinh thì chúng ta không đóng vị thế thì nó cũng sẽ là chốt cái vị thế hợp đồng của chúng ta theo cái giá VN30 đấy. Thì nhiều người lại hoảng loạn quá đấy, là cứ đóng vào đóng lệnh liên tục vào, lúc đó VN30 chỉ cầm tầm 8-20 thôi, nhưng mà là cái phái sinh chúng ta là phiên đó là 8-64, nên ngày hôm sau là phái sinh giảm lại ngay anh chị. Đấy, giảm lại ngay, và cái hầu như là cái hợp đồng tháng sau thì cũng không có tăng, tháng sau thậm chí còn giảm luôn, nhưng mà cái hợp đồng mà đáo hạn thì nó lại là kéo giá trần, nên là những nhà đầu tư đó phiên nó ôm sọt ở cái vùng này thì sẽ mất tầm khoảng 50 điểm nha các anh chị. Và nếu mà chúng ta dùng những cái đòn bẩy mặt xin là chúng ta cháy tài khoản, còn không dùng đòn bẩy mặt xin thì chúng ta vẫn lỗ rất là nặng trong cái phiên đó. Kể cả chúng ta ôm tầm khoảng 10 hợp đồng chúng ta mất 50 triệu, 100 hợp đồng chúng ta mất 500 triệu nha. Bị tự nhiên bị mất 50 điểm vào ATC nếu mà chúng ta đóng vị thế nha. Đó là nên đó là những cái mà nhà cái, đúng không? Nhà cái họ ăn tiền chúng ta. Đấy, họ ăn tiền nhà đầu tư nhỏ lẻ qua những cái như thế này. Anh chị chỉ cần những cái là họ kích vài cổ phiếu VN30, họ mua vào cổ phiếu VN30 thôi, và ngày hôm sau có thể là cổ phiếu VN30 ngày hôm đó là sẽ cổ phiếu VN30 sẽ thấy hôm đó là như là kéo về Vinhome. À, cũng không phải VIX hay gì đó. Kéo về VIX. Đấy, kéo về VIX như vậy tăng về ADC này. Hôm đó kéo về VIX hay kéo về Sabico. Đấy, cái phiên đấy. Đáo hạn kéo về hình như là có về Eximbank cũng có kéo, Eximbank kéo này, kéo về ATC, Eximbank này. Đấy. Thì những cổ phiếu này nó tác động. Đấy, HD Bank kéo vào ATC này, HD Bank tăng trần các anh chị, trước ATC là giao dịch giá 18 này. Nhà tính theo cái giá chiết khấu rồi anh chị, cả giá điều chỉnh vì HD Bank mới chiều tức thì giao dịch 18, ATC đóng cửa 19 này. Kéo về ATC thôi. Và phiên ngày hôm sau là giảm lại ngay. Thì anh chị thấy không? Đấy, thì cái điều này là họ kiếm được tiền. Đấy, thì vậy họ chỉ cần kích vài những cái cổ phiếu VN30 thôi. Và họ mua vào chính những cái lượng họ đã đặt bán sẵn nha các anh chị. Họ đặt bán sẵn những cổ phiếu luôn và họ dùng những cái lượng tiền của họ mua. Đấy. Đấy, và chỉ cần một cái phiên như vậy thì rất là nhiều đấy. Họ kiếm, anh chị cứ nghĩ đơn giản tầm khoảng 100 hợp đồng là 500 triệu đúng không anh chị? Đấy. 1.000 hợp đồng, 10 hợp đồng là chúng ta bị mất 50 triệu này, 50 điểm là 50 triệu này. Đấy, 100 hợp đồng chúng ta sẽ bị mất 500 triệu, 1.000 hợp đồng chúng ta sẽ bị mất 5 tỷ. Mà phiên hôm đấy đáo hạn về phái sinh thì cái phiên về cái khối lượng ngày hôm đấy chúng ta sẽ khớp tầm khoảng, chúng thấy là vào cái thời điểm đấy sẽ khớp đâu đó là tầm khoảng là 3.600 hợp đồng riêng cái ATC này. Thì chúng ta sẽ bị mất khoảng 20 tỷ nha. Tức là 20 tỷ của nhà đầu tư nhỏ lẻ đó bị rơi vào tay cá mập trong một cái khoảng thời gian là ATC và phái sinh thôi. 20 tỷ nha. Số tiền mà họ sẽ, chỉ cần họ mua vào cổ phiếu VN30, họ mua vào chính những cái lượng họ đặt bán thôi anh chị. Họ sẽ mất cái phần trên lệch thôi, trên lệch và cái giá mua giá bán một tí thôi, chứ không vấn đề gì mà. Vì phần lớn là những cái lượng hàng của họ đặt sẵn ra thôi, họ mua lên chính vào cái lượng hàng của họ. Và phiên ngày hôm sau là lại trả lại nha, trả lại cái cổ phiếu đó thôi, không vấn đề gì. Thì đây là những cái chiêu trò đấy, những cái mà chiêu trò trên thị trường nha. Và cá mập họ ăn tiền, đội lái họ ăn tiền, nhà đầu tư nhỏ lẻ như vậy đấy. Vì cả về cơ sở, cả về phái sinh, nó rất là có nhiều những cái chiêu trò nha các anh chị. Đấy, nếu mà chiêu trò về bên về cơ sở thì hôm trước Sơn có nói chia sẻ với anh chị cổ phiếu TLD đúng không? Đấy, nhiều cổ phiếu mà anh chị TLD nha các anh chị. Đấy. Đây là cái trường hợp này, cổ phiếu này nhốt chúng ta ít đấy. Nhốt anh chị ít đấy.
hôm trước anh chị hỏi về cổ phiếu này, Sơn khuyến nghị là đừng rủi ro, vùng này thì tốt nhất là cũng đừng nên tham nữa đúng không? Đấy, ai tham mua vào phiên này đấy, hàng về chúng ta lỗ rất là nặng luôn, lỗ rất là nặng. Đây hàng về lại đây không bán được này. Đấy, tiếp theo một phiên nữa không bán được và cuối cùng chúng ta bán được ở cái mức giá 13, tức là chúng ta mua cái phiên này chúng ta phải mua cái vùng giá tầm khoảng 17 nha anh chị. Tối thiểu chúng ta phải mua 17 đúng không? Chúng cuối cùng chúng ta bán giá 13. Đúng không anh chị? Trong vòng là T cộng 5, đúng không? T cộng 3 đâu có bán được đâu, đâu có thanh khoản đâu mà bán. Đây, không có thanh khoản để bán được. Đấy, T cộng 5 bán giá sàn là 13, chúng ta bị mất 4 giá nha anh chị. Đấy, mất cái khoản. Và đây là cái trường hợp là Sơn đánh giá là họ vẫn còn là nhân từ đúng không? Họ vẫn còn nhân từ với những nhà đầu tư mua ở đây. Có thể là giai đoạn này không có nhiều nhà đầu tư, do thị trường cũng tốt, không nhiều nhà đầu tư họ mua những cổ phiếu này. Đấy, nên là họ còn có thể họ sẽ đánh lên nha, những đội lái họ sẽ đánh lên để mà có thể là xả tiếp hay là gì đấy, dụ thêm chúng ta vào nha. Đấy, chứ còn trường hợp hôm trước anh chị có thể có một cổ phiếu DH đúng không chị, tương tự TLD đó chị, phiên này mua xong đúng không anh chị. Đấy, thanh khoản những cổ phiếu này chúng thấy là cũng cao lắm nha anh chị. Đấy, chạc đẹp và thanh khoản này bùng nổ lên nha, rất lên thanh khoản cao anh chị. Mua vào đi, 3 triệu cổ phiếu này, mấy chục tỷ đúng không ạ? Đấy, mấy chục tỷ chẳng hạn. Vì Sơn nói, ví dụ Sơn nói là nhà tư cá nhân mua tầm khoảng 1 triệu đi. Sơn không nói là mua hết cái lượng ở đây đúng không? Tầm khoảng đó nhà đầu tư nhỏ vào 1 triệu đi, tức là khoảng 10, 17 tỷ đi. Đấy, chúng ta đổ 17 tỷ ngay. Ngày phiên sau tăng trần, sướng quá, đúng không? Sướng ngay, lãi ngay 7%. Đấy, và chúng ta thấy là cuối cùng bán được ở cái vùng giá là 11 nha. Chúng ta bán được ở vùng giá 11. Chúng ta mua giá 17 và chúng ta bán giá 11 nha anh chị. Đấy, chúng ta thiệt hại nặng hơn ha. Còn TLD là mua 17 nhưng mà vẫn cho chúng ta bán được giá 13. Đúng không? Vẫn bán được cái giá 13. Đấy. Thì nó là còn DAH là cuối cùng là bán được. Đấy, bán lần đầu tiên được giá 11, còn nếu mà chúng ta cố chấp chúng ta không bán vì chúng ta nghĩ là sẽ hồi lên, đúng không? Ở vùng này bắt đầu có cầu vào bắt đáy này kia sẽ hồi lên. Đúng không? Thì anh chị thấy không, cuối cùng là giờ về giá 5 luôn, tức là anh chị đua ở phiên này anh chị không cắt lỗ, hiện tại là anh chị lỗ gọi gần như là chúng ta gần như mất trắng tài khoản rồi anh chị. Nếu mà chúng ta đánh những cái cổ phiếu này chúng ta đánh tỷ trọng cao, chúng ta vào nhiều chúng ta mất rất là nhiều thiệt hại. Đó là những cái chiêu trò nha, những cái chiêu trò mà cả về cơ sở phái sinh, lúc nào không phải là phái sinh, chúng ta gọi là phái sinh rủi ro, nhưng mà cơ sở nó vẫn có những cái rủi ro. Nếu mà chúng ta không tìm hiểu kỹ, kiến thức của chúng ta không có kỹ và chúng ta đấy, chúng ta chỉ nhìn về vấn đề về chạc thôi, chúng ta chỉ vào theo chạc thôi, thì chúng ta sẽ bị mất đi. Về phải biết doanh nghiệp đó là có kinh doanh hay không, làm ăn như thế nào. Đấy, chúng ta phải vào những doanh nghiệp mà làm ăn thật, đúng không? Đấy, còn mà chúng ta cứ nghĩ là những cái chạc, những cái tín hiệu đẹp đấy, thì đây là những cái tín hiệu đẹp mà anh chị. Đấy, tích lũy này đúng không? Đấy, những có phiên rách dòng tiền vào này, sau đó tích lũy khối lượng thấp này, nhìn chung là không có gì để chê. Đấy, và sau đó một cái phiên bùng nổ như thế này là không có gì để chê về tín hiệu kỹ thuật. Đấy, nhưng mà đây là tại sao mà cái vùng đó Sơn có nói là anh chị hôm trước có một anh chị nào hỏi thì Sơn có nói là cẩn thận cái cổ phiếu này. Vì cổ phiếu này chúng ta thấy là nó rủi ro, đúng không? Nó không bình thường thì chúng ta nên tránh. Ok, đó là những cái chia sẻ về cơ sở và phái sinh, những cái kinh nghiệm cũng như cổ phiếu về và cái thị trường phái sinh, là lý do tại sao là Sơn lại đấy lãi được cái phái sinh ngày hôm qua như thế này. Thì Sơn cũng chia sẻ luôn với anh chị để kinh nghiệm mọi người có thêm kinh nghiệm đầu tư nha. Thì cái video này cũng khá là dài rồi, thì Sơn xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi kênh, và anh chị chưa đăng ký thì cứ tiếp tục đăng ký kênh, anh chị tham gia vào những cái room đấy, hoặc là có mở tài khoản thì có thể là đăng ký để mà trợ lý của Sơn sẽ liên hệ để hỗ trợ cho các anh chị nha. Hẹn gặp lại anh chị vào cái buổi livestream ngày mai, cái buổi cuối tuần, và sẽ rất là quan trọng nha, cho một cái xu hướng cả tuần sau, cũng như là sẽ giải đáp cho các anh chị về tất cả những cái câu hỏi nha, những câu hỏi, những thắc mắc về những hỗ trợ và những cổ phiếu cho mọi người quan tâm. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người buổi cuối tuần vui vẻ nha.